Body IL. Bây giờ mới để ý là không có tiếng. Ngày hôm nay rất là vui khi được gặp lại mọi người, và cũng nãy giờ cũng đã ngồi quan sát thấy mọi người cũng chia sẻ rất là nhiều về cái dự định của mình trong ngày mùng 2 tháng 9. Thấy rất là vui vì cũng có nhiều bạn đã lựa chọn Alphashop là nơi để các bạn có thể chia sẻ những cái cảm xúc của buổi tối. Mình biết là có rất là nhiều bạn cũng đang được chưa ạ? Ủa được chưa các em? Ở nhà nhưng mà học bài à? Phạm Hồng Vân, cũng có rất là nhiều bạn đi chơi. Anh thấy có rất là nhiều bạn đi chơi ở rất là nhiều những cái vùng khác nhau á. Nhưng mà không sao, dù là các bạn ở đâu đi chăng nữa thì buổi tối tụi mình vẫn đều đặn cùng với các bạn học IELTS, học tiếng Anh. Chỉ có điều khác hơn một chút là ngày hôm nay tụi mình học tiếng Anh ở trong một cái không khí đặc biệt hơn. Ngày mùng 2 tháng 9, chắc chắn là các bạn cũng biết có rất là nhiều từ vựng để nói về cái ngày này, đúng không ạ? Trên Facebook thì cũng đã có vừa mới cũng chia sẻ cùng với chúng ta một cái post mà mình nghĩ cũng rất là hay để cho các bạn để xem. Mình sẽ chia sẻ màn hình, tranh thủ thời gian thì sẽ chào mọi người nha. Chào Sinh Bay Won, chào Quân Nguyễn. Em không chia sẻ được hả? Không không hiểu sao không chia sẻ được. Hello Leo, spend holiday overseas or travel to exotic places? Do người yêu em bận rồi. Để xem anh sẽ cố gắng để có được một cái chia sẻ màn hình. Để cho các bạn có thể thấy screen capture, isn't it? Window capture, ok. Bây giờ mình sẽ chia sẻ cho các bạn cái màn hình này. Để xem là mọi người. Window screen capture. Rồi, ok. Bây giờ mình sẽ đến với cái post của Faceshop nha mọi người. Đó. Mọi người đã thấy chưa ạ? Để em bật cái này lên nha. Đó. Rồi các bạn đã thấy được màn hình này chưa? Đây là cái post của Alphashop và có rất là nhiều từ các bạn có thể lưu lại để học. Flag hoisting ceremony. Đó, mọi người thấy chưa? Lễ thượng cờ. Ồ, cái này quan trọng nè, cái này là một cái từ mà khi mà các bạn nói, đặc biệt là khi giới thiệu là tôi đến từ đâu hoặc là nói một cách rất là trang trọng thì hãy nhớ nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam phải phát âm rất là chuẩn cũng như rất là mượt mượt mà nha. The Socialist Republic of Vietnam. Đó là một trong những cái thứ mà khi mình rất là tự hào khi mình nói. Đó. Và một từ nữa là Declaration of Independence là tuyên ngôn độc lập. Các bạn nhớ nha, từ này chắc chắn các bạn cũng sẽ nhớ đúng không nào? Rồi. National Day là ngày quốc khánh. Đó. Mình có flag hoisting ceremony. Đó vừa rồi thì các bạn đã vừa mới thấy là đó là một cái post của Alphashop, hình như là Sơn Serious Produce cái post này để giúp cho các bạn có thể học được những cái từ vựng hữu ích. Rồi các bạn nốt lại nha. Hôm nay các bạn có khỏe không mà thấy có vẻ như là vào lớp chăm hơn hẳn. Ủa ngày 2 tháng 9 mà các em, tại sao không đi chơi? Ngày hôm nay anh cũng bỏ lỡ một cái kèo, tại vì đến tận bây giờ mới sắp xếp mọi thứ xong để bước vào studio để chào mọi người ở trong cái buổi học của tối ngày hôm nay. Nếu mà các bạn mới thì các bạn cũng giới thiệu với các bạn đây là cái khung giờ của Now it's time to study IELTS của YouTube, Alphashop. Tụi mình sẽ tạo ra cái khung giờ để cho các bạn có thể vào học cùng với nhau, chia sẻ những cảm xúc trong ngày cũng như là có thể nâng và cải thiện những cái kỹ năng tiếng Anh cũng như liên quan đến IELTS thông qua những cái video của chương trình sản xuất và những video mà tụi mình sưu tầm được để cho các bạn có thể có được rất là nhiều cái cơ hội để có thể học cùng với nhau nghe ngôn ngữ. Và ngày hôm nay thì là ngày Tết độc lập, Tết of Independence, cũng là một ngày rất là đặc biệt. Chúng ta sẽ cùng bắt đầu chương trình bằng một cái bài hát rất là thuần Việt mà chắc chắn mọi người cũng đều nhớ và cũng đều thuộc. Hãy dành cái cảm xúc đặc biệt của một chương trình về tiếng Anh cho một bài hát tiếng Việt mà chắc chắn là ai trong chúng ta cũng có thể thuộc và hát được.
Các bạn thân mến, các bạn đã vừa đến với những cái phút giây rất là xúc động bắt đầu chương trình, và mình cũng nhắc cho các bạn nhớ cái từ này phát âm như thế nào à? National Anthem, cái chữ này là cái chữ T mà để giữa hai cái lưỡi đó, nhớ phát âm cho đúng nha mọi người. Ok, National Anthem. Các bạn nếu mà mới vào thì cũng nhắc luôn là hàng ngày thì có một cái team rất là năng động, đó là các team của các bạn như là Leo Adavarat nè, hoặc là Trịnh Quang Trường, Sanbe Ji Won, Lê Trung Thành, Cool Boys. Và các bạn nữ nữa có những Phạm Hồng Vân nè đó, rồi tí xíu nữa các khung giờ sau sẽ có rất là nhiều bạn sẽ join về sau, nhưng mà các bạn đều nốt lại những cái từ vựng á, và mình rất là khuyên các bạn hãy sử dụng bàn phím ở nhà, nên 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 sử dụng một cái hệ thống, ví dụ như là mình có thể dùng máy 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 tính hoặc là laptop để theo dõi chương trình. Và khi mà mình dùng laptop thì đây mình hay dùng bàn phím này để gõ rất là nhanh, rất là tiện luôn, những cái từ nào mình gõ vào để mình nhớ đó. Và chúng ta vừa thấy cái từ đầu tiên của chương trình, đó là National Anthem, em là nữ, và Sanbe Ji Won, em là nữ, anh nhớ rồi. Ok, nay ai xứng đáng ở nhà nhà xứng đáng 200 người yêu, thiệt xứng đáng 200 người yêu luôn luôn, anh cũng là một người trong số đó. Chúng ta tự vỗ tay động viên tán thưởng gì đồ cho nhau đi mọi người, vỗ tay rồi. Rất là vui khi tối nay mọi người cũng có mặt ở đây đông đủ, và chắc chắn sẽ là một rất là nhiều những cái món quà dành cho các bạn ở trong một buổi tối của ngày Tết Độc Lập. Chúng ta sẽ celebrate nó theo kiểu của dân Alpha Shop, vừa học tiếng Anh đó, vừa vừa sao ta, cái này hơi khó, vừa 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 đó, nhiều khi mình nói tiếng Việt cũng đâu có dễ đâu mà nói gì là nói tiếng Anh đúng không, vừa dung dưỡng bản thân mình trong cái cảm giác là tôi rất chăm chỉ, mặc dù thực ra lý do chính là tôi không có người yêu và tôi cũng không có đi chơi đâu hết, tôi ở nhà, nhưng mà tôi cũng có rất là vui bởi vì tôi được celebrate cái Tết Độc Lập, cái Tết of Independence cùng với tất cả mọi người ở trong gia đình Alpha Shop. Ok, nay chả đi đâu hả Phan Hà, chúng ta sẽ cùng đến với video đầu tiên nào. Ngày nay sẽ chọn rất là nhiều những cái video ở rất là nhiều những cái lĩnh vực khác nhau, rất là nhiều câu chuyện khác nhau, nhưng mà chúng ta sẽ có một cái câu chuyện lớn nhất, đó chính là lòng tự hào dân tộc đó, nationalism, và cái chủ nghĩa dân tộc, lòng tự hào dân tộc này sẽ được thể hiện như thế nào cùng với các nhân vật khách mời đã từng trải qua các mùa của Alpha Shop. Và chúng ta sẽ cùng gặp gỡ cả những cái nhân vật rất là đặc biệt lần đầu tiên được công bố, ví dụ như là bạn editor của Alpha Shop ở mùa thứ ba, mùa thứ tư đó, cũng là một những cái câu chuyện rất là thú vị về việc người Việt Nam và cái chủ nghĩa tự hào dân tộc nó được thể hiện như thế nào. Để xem nào, chúng ta sẽ có rất là nhiều thứ ngày hôm nay, và như các bạn cũng có thể thấy là cũng có rất là nhiều những gương mặt quen thuộc đúng không ạ? Như là đây mà các bạn thể thấy là như là Andy Nguyễn nè đó, Tùng Sơn, chúng ta có cả những mặt như là chị Cát Thảo, Thanh Bùi, rồi Phạm Ngọc Phương Anh nữa, và sẽ còn rất rất nhiều những cái nhân vật thú vị sẽ có trong buổi tối ngày hôm nay cùng với Alpha Shop. Các bạn đã chuẩn bị sẵn sàng chưa? Nhưng mà hình như là nãy giờ cũng chưa ai nhắc mình là mình phải đến với phần đầu tiên như thường lệ, đó là góc kiểm tra bài cũ. Một từ mới mà bạn đã học được trong bài học ngày hôm qua là gì? Comment ngay nhé. Căng không? Căng không? Căng không? Chị Phoebe kìa, em không vào được Oxford Dictionary và Cambridge. Ủa tại sao? À, mình nhắc các bạn là nhớ phải uống nước. Nhớ phải uống nước nha. Và hãy uống nước bằng ly uống nước của Alpha Shop để có cảm hứng học IELTS mỗi ngày. Nói vậy chứ phải uống nước, bởi vì uống nước rất là tốt. Đặc biệt là khi các bạn luyện speaking các thứ, nói nhiều thì các bạn sẽ phải uống nước cho nó bôi trơn. Ok, rồi. Ngày hôm nay chúng ta sẽ bắt đầu bằng, tất nhiên rồi, sẽ bắt đầu bằng Musketeer Zone, là những cái chuyên mục học thuật ở trong khung giờ đầu tiên của IFA Shop, khung giờ Now It's Time to Study IELTS. Để xem nào, khung giờ học thuật tối nay chúng ta sẽ có gì. Hồi nãy các bạn đã nhìn thấy cái bàn điều khiển của anh rồi đó. Rất là nhiều thứ, cho nên là nhiều khi thông cảm nha. Có những thứ trên bàn này nhiều khi mình cũng không nhớ được hết. Đèn này, rồi máy này, rồi background đằng sau, rồi âm thanh, các thứ, cho nên nhiều khi chỗ này chỗ kia. Thông cảm, thông cảm. Để bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với một cái Musketeer đầu tiên là How to Read Effectively. Vì có rất là nhiều bạn cũng muốn xem lại cái video này, bởi vì luôn luôn gặp khả năng cái sự khó khăn trong cái việc luyện đọc á. Nhiều người cũng như vậy thôi, mặc dù là bạn có rất là nhiều những cái nguồn để luyện đọc khác nhau, nhiều cách để luyện đọc khác nhau, nhưng mà cái technique để đọc như nào làm sao cho hiệu quả thì mình nghĩ một phần lớn cũng bị ảnh hưởng bởi vì là do chúng ta không dành thời gian để đọc sâu, mà thường là chúng ta đọc lướt nhanh và chúng ta bị rất là nhiều những cái nhiễu động khác nhau của các thiết bị điện tử khác nữa, máy tính, rồi điện thoại, iPad, iPhone đó, cho nên làm sao để tập một cái thói quen, ví dụ như là bạn có thể dùng điện thoại, bạn có thể dùng trang web, tuy nhiên là bạn phải phải tập trung, và cái sự tập trung đó thì
chỉ có thể được đạt được thông qua practice thôi. Ok, còn cái nguyên lý của đọc như nào, đại khái là làm sao để có thể đọc một cách hiệu quả nhất, sử dụng những cái nguồn tài nguyên mình có. Chúng ta sẽ cùng đến với Musketeer Zone cùng với một cái video mà chắc chắn cũng nhiều bạn đã theo dõi rồi. Đó là chúng ta sẽ gặp lại Musketeer Quang Nguyễn từ mùa thứ 2, mùa thứ 3. Và hồi đó bạn còn gầy lắm mà còn đang niềng răng nữa. Tuy nhiên là vẫn rất là duyên và đáng yêu. Hãy cùng đến với Musketeer Zone và chủ đề là How to Read Effectively. What's up? So welcome back to IELTS Face Off on 8IELTS. This is IELTS Musketeer Zone, and I'll be your newest Musketeer. My name is Quang. It's my first time on TV, so let's get it. Mình là Quang, và hôm nay mình sẽ chịu trách nhiệm mang đến cho các bạn một phần tip làm thế nào để xử lý cái phần IELTS Reading. Mình biết là cái phần này thì các bạn đa số đều cho là nó rất là khô khan và nó rất là mệt, rất là đau đầu. Thì mình xin hứa là mình sẽ cố gắng làm cho nó vui vẻ và nó làm các bạn phấn khởi nhất có thể. Ok, let's go. Ok, đầu tiên thì mình sẽ nói qua về cái phần tổng quan của bài thi IELTS Reading trước nhé. Đây, bây giờ các bạn nhìn vào đây. Ba cái con số này là cái gì nhỉ? 1, 3 với cả 40. Đấy chính là 1 là mình có 1 tiếng để làm bài. Ok, 3 là phải làm 3 bài đọc. Và 40 là số câu hỏi, tổng số câu hỏi. Đấy, mình có 1 phút, mình có 1 tiếng để làm 3 bài đọc và 40 câu, tức là mỗi bài sẽ có khoảng 13 câu. Bây giờ thì về thứ tự làm bài nhé. Thì mình thấy là mỗi người ta có một phương pháp khác nhau, đúng không? Mình cũng quen rất nhiều người, có người thì thích người có người thì thích làm nhảy vào đọc bài trước, sau đó mới đọc đến câu hỏi và bắt đầu đi trả lời câu hỏi lần lượt, đúng không? Nhưng đối với mình ý, thì cách hiệu quả nhất là như thế này. Đầu tiên là mình đọc cái tiêu đề, cái title trước để mình nắm được cái nội dung khái quát nhất về cả bài. Ok, bây giờ mình lấy ví dụ luôn. Trong quyển Tài liệu luyện thi IELTS Cambridge số 7, ok, thì mình sẽ nhìn vào test 1, bài đọc đầu tiên. Nó ghi cái tiêu đề là Let's go bats, tức là anh em hãy cùng nói chuyện về rơi nào. Ok, con rơi ấy. Đấy, thì khi mình đọc cái tiêu đề đấy thì mình sẽ biết được cái nội dung của nó là về loài rơi này. Đấy, rộng hơn một tí sẽ là về động vật, rộng hơn tí là về thiên nhiên, đúng không? Thì đấy, bước tiếp theo, theo mình sẽ là đọc đến câu hỏi trước. Tại vì cái việc đọc bài đọc trước ấy, thì nếu mà mình không biết nhiều từ thì nó sẽ rất là mất thời gian, tại vì mình đọc cũng không hiểu gì ấy. Và thứ hai là ngồi đọc ấy, thì có nhiều nội dung người ta còn chả thèm hỏi đến, thế nên mình cũng chả phải đọc làm gì. Tốt nhất là mình đọc câu hỏi trước. Đấy, rồi cuối cùng mình mới đọc đến bài đọc. Đối với mình nhé, thì mình thấy phần đọc câu hỏi là phần quan trọng nhất trong ba cái bước này. Đấy, đọc câu hỏi thì mình đầu tiên là mình xem có những dạng gì. Đây, dạng câu hỏi trong IELTS nhé, thì có rất nhiều, ví dụ như là điền từ vào chỗ trống này, rồi true false not given, yes no not given, matching heading, matching information, vân vân. Có rất là nhiều dạng như vậy. Thì bây giờ nếu mà các bạn biết dạng nào nên làm trước, dạng nào nên làm sau ấy, thì nó sẽ tăng lên, nó sẽ tăng cái tốc độ và khả năng chính xác khi làm bài của bạn. Và cái điều này nó dẫn sang điểm thứ ba mà mình muốn nói với các bạn. Alright, đó chính là time management. Yep, mình thấy một cái lỗi chung mà nhiều bạn hay gặp phải ấy, đó chính là làm quá thời gian, quá 60 phút mà người ta cho ấy. Thì mình nghĩ điều này là do các bạn không nhận ra một cái việc là trong 60 phút đấy mình phải làm tận 3 thao tác liền: làm, check và chuyển. Ok, làm, check, chuyển, rõ ràng là phải làm bài rồi, đúng không? Tiếp theo là check, là check và double check, tức là làm xong thì phải kiểm tra lại xem có đúng không. Đấy, và bước cuối cùng chính là transfer câu trả lời sang cái answer sheet, đấy mình gọi là chuyển. Ok, thì mình thấy là khi các bạn tự làm bài ấy, thì thường ngồi bấm 60 phút cho cả 3 bài đọc, đúng không? Thế nên là điều, bởi vì làm cái điều này ấy, thế nên là khi các bạn đi thi thì làm 3 bài đọc đã gần hết 60 phút rồi, thế nên là còn vài phút còn lại lại gọi là cuống cuồng chuyển answer sang cái answer sheet, đúng không? Thế là nên bị miss mất cái bước thứ hai, là bước check. Cái bước check này là một cái bước hết sức là đơn giản mà nó giúp mình bỏ qua được, mà tránh được những cái lỗi lầm rất là kiểu ngớ ngẩn. Thì mình lấy ví dụ luôn là cái dạng bài multiple choice ấy. Thì không chỉ là mình phải chọn đáp án đúng, mà mình còn phải làm cái bước là loại các đáp án sai nữa. Đấy, thế nên là cái bước double check này nó hết sức là quan trọng. Thì đây sẽ là cái timeline của mình nhé.
Thì trong khi luyện tập ấy, các bạn cố gắng là bấm thời gian riêng ra cho các phần. Phần 1 thì dành 10 phút, phần 2 cũng dành 10 phút, còn phần 3 thì sẽ dành 20 phút. Ok, tổng cộng mình có 40 phút rồi. Đấy, còn 20 phút còn lại sẽ là để check đáp án và chuyển sang answer sheet. Đấy, phần 1 và phần 2 thì mình chỉ cần dành 10 phút thôi. Bởi vì những cái phần này từ ngữ nó dễ hơn và có rất nhiều clue để cho mình tìm. Ok, còn phần 3 thì bởi vì phần này khó hơn, nó có nhiều từ chuyên ngành hơn. Và khi làm mình cũng phải đối chiếu rất là nhiều. Từ mình cứ phải liên tục nhìn vào câu hỏi rồi nhìn vào cái bài đọc ấy. Đấy, thế nên phần này nó sẽ khó hơn, nên mình dành hẳn 30 phút, 20 phút. Chắc nhiều bạn đang kiểu không hiểu tại sao mà có thể làm được bài trong vòng 40 phút. Đây, thì bây giờ mình sẽ đưa cho các bạn một số phương pháp để mình làm nhanh hơn. Đấy. Phương pháp làm nhanh thứ nhất chính là question prioritization. Mình gọi nó là ưu tiên. Khi mình đọc vào câu hỏi thì mình sẽ thấy là nó không chỉ có một dạng mà nó có nhiều dạng, đúng không? Thì sẽ có những cái mà nó dễ hơn những cái dạng khác. Đấy, thì mình sẽ ưu tiên những cái dạng đấy. Những dạng dễ là những dạng mà có nhiều thông tin để tìm và có nhiều clue để tìm. Thì clue nó là cái gì nhỉ? Thì các bạn mà quen với IELTS rồi ấy, thì chắc cũng biết nó là trong bài reading thì người ta paraphrase rất là nhiều. Paraphrase có nghĩa là diễn đạt cùng một ý nhưng mà sử dụng các từ ngữ khác nhau ấy. Đấy, thì các cái clue của mình là những cái từ keyword mà người ta hầu như sẽ không paraphrase. Ví dụ như là tên riêng này, số này và các cái từ cực khó, cực kỳ chuyên ngành. Thế nên nếu mà các bạn làm những cái dạng câu hỏi này trước thì các bạn sẽ đỡ mất thời gian hơn. Ok, và khi đã làm được những cái câu hỏi dễ rồi thì từ những câu dễ mình có thể đoán được cả câu trả lời cho câu khó luôn mà chả cần phải đọc bài. Vậy thì câu nào là câu dễ và câu nào là câu khó? Câu dễ là những câu mà nhiều thông tin, nhiều clue. Để mình có thể làm được thì mình đi làm trước. Ví dụ, thứ nhất là dạng điền từ này. Cái dạng bài điền từ ấy thì mình có thể kiểm tra được xem câu trả lời của mình có đúng hay không bằng cách là mình check ngữ pháp. Ví dụ như là khi mình nhìn vào cái chỗ trống đấy thì mình xem cái dạng từ mình cần điền vào là danh từ số ít hay là số nhiều này, rồi động từ phải chia theo kiểu quá khứ này hay là hiện tại hay là tương lai này. Đấy, thì bằng cái việc check grammar như thế thì nó sẽ giúp cho cái độ chính xác của mình nó cao hơn. Ngoài ra ấy, đó là khi các bạn đi tìm thông tin thì bằng cái việc xác định xem câu trả lời mình cần điền vào là danh từ số ít hay số nhiều hay là loại từ gì thì mình sẽ tìm thông tin nhanh hơn rất là nhiều. Đấy, trong một cái câu mình chỉ cần tìm ra đúng một cái từ mà mình cần thôi. Dạng dễ tiếp theo chính là dạng true false not given hoặc là yes no not given, hoặc là cái dạng gọi là phân loại ấy. Tức là người ta có thể cho mình 5 ông này, xong rồi hỏi là ông nào làm cái gì, ông nào nói cái gì, xong bắt mình ghép vào ấy. Thì những cái dạng này nó dễ bởi vì nó có rất là nhiều clue cho mình tìm. Thì đó là một số các dạng dễ mà mình lúc nào cũng làm trước. Sau đó là các dạng khó nhé, mà mình khuyên các bạn lúc nào cũng để đến cuối cùng nhé. Thứ nhất, đó là dạng matching information. Ok, mình lại lấy ví dụ luôn. Các bạn có thể mở ngay quyển Cam 7 ra và nhìn vào test số 1. Ok, và các bạn nhìn vào cái passage số 1 ấy. 5 câu hỏi đầu tiên của người ta là cái dạng matching information này luôn. Đấy, thì khi các bạn nhìn vào 5 cái câu hỏi đấy thì sẽ thấy là nó không có một cái từ nào, không có một cái tên riêng, một cái số hay là một cái từ chuyên ngành nào mà nó đập thẳng vào mắt mình luôn cả. Đấy, và như vậy là cái việc đi tìm thông tin cho các câu đấy cũng rất là khó luôn. Đấy, thế nên khi mà gặp câu khó như thế thì mình làm gì? Vứt xuống cuối. Đấy. Tiếp theo, đó là dạng multiple choice questions. Có nghĩa là người ta bắt mình khoe đáp án đúng ấy. Thì bây giờ cái dạng này nó khó. Bởi vì, đây, các bạn lại nhìn vào cái quyển này. Test 1 và bài đọc số 3. Các bạn nhìn vào câu 27 sẽ thấy là người ta hỏi là cái quyển sách Educating Psych này nó về vấn đề gì. Thì khi mình đọc 4 đáp án ABCD ấy, sẽ thấy là nó đều bao gồm cái từ learning và trông nó cũng rất là dài và dài dòng và trông nó khá là giống nhau ấy. Thì mình phân biệt nó cũng rất là lâu. Nên tốt nhất khi mà làm khó và dài dòng và lâu thì mình lại làm gì? Mình lại vứt xuống cuối. Khi mà mình đã làm được những cái câu dễ rồi ấy, thì những cái câu khó, rất là nhiều câu mình có thể suy được ngay ra đáp án mà không cần phải đọc. Đúng không? Ví dụ như là khi mình làm những cái bài mà nó hỏi đến, những cái đoạn nó hỏi đến problem rồi thì mình chỉ cần nhảy vào ngay cái đoạn đấy là mình biết được nó trong cái đoạn này nó chứa thông tin là cái problem. Đấy, thế nên là mình matching được luôn. Đúng không? Thì rồi dạng multiple choice cũng thế. Thế thì phương pháp thứ nhất của mình là ưu tiên câu hỏi nhé. Phương pháp thứ hai để làm nhanh đó sẽ là đọc cả đám câu hỏi trước thay vì chỉ đọc từng câu một và đi làm từng câu một. Bây giờ mình lại lấy ví dụ về quyển Cam 7 nhé. Vẫn là test 1 nhưng mà passage số 2. Mình nhìn vào câu 21 đến 23. Nó là dạng true, false, not given nhé. À, dạng yes, no, not given. Thì mình khi mình đọc câu 21 mình sẽ thấy là có một cái keyword nó nổi bật lên hẳn luôn. Đó là từ Roman Empire. Đúng không?
rồi cái câu số 23 ấy, mình sẽ thấy là có một cái keyword nó nổi bật lên luôn. Đấy chính là từ Greeks and Romans, đúng không? Hai câu đấy có keyword. Nhưng mà câu 22 ở giữa thì không thấy cái từ gì nó nổi bật ra cả, đúng không? Thì bây giờ khi mình đọc vào bài, mình sẽ thấy là cái câu 21 nhìn ngay được cái chữ Roman Empire đấy ở đoạn 1. Tiếp theo là câu 23 mình sẽ thấy ngay cái từ Romans and Greeks đấy ở đoạn số 3. Thì bây giờ cái câu số 22 đấy nó chính là nằm ở giữa hai cái câu mình vừa tìm được luôn. Đấy, thế là mình không phải đi soát cả bài. Đấy là rất là mất thời gian, đúng không? Mình không phải đi soát cả bài để mình tìm được câu 22 đấy nữa. Thế là nó sẽ cải thiện tốc độ cho mình. Tiếp theo là đến phần Q&A. Mình sẽ trả lời một số câu hỏi của các bạn đã gửi đến nhà đài. Câu hỏi số 1. Mình mới bắt đầu luyện thi với phần reading thì mình nên bắt đầu với những quyển sách nào trước? Theo mình nhé, là tùy thuộc vào trình độ của các bạn. Nếu mà các bạn còn yếu về ngữ pháp và từ vựng thì hãy tham khảo cái quyển Destination ngữ pháp và từ vựng. Quyển này là quyển sách khá là nổi tiếng nên các bạn có thể tìm thấy ngay ở hiệu sách. Nếu mà các bạn đã nắm chắc ngữ pháp và cái từ vựng rồi ấy, thì theo mình các bạn nên sử dụng thứ nhất là bộ sách luyện thi IELTS của Cambridge. Thì cái bộ sách này là nó từ cái nhà xuất bản, từ những cái người ra đề chính thống của Cambridge luôn. Thế nên là nó rất là gần với cả đề thật. Đấy, thì khi mà mình luyện tập thì mình sẽ tự tin hơn rất là nhiều, đúng không? Và cái câu hỏi độ khó cũng tương đương như thế thì mình sẽ làm rất là nhanh. Ngoài ra còn có cái quyển sách đó là The Official Guide to the IELTS của tác giả gì? Pauline Kernan. Và theo mình cái bộ sách này nó khá là hữu dụng bởi vì người ta giải thích câu trả lời hết sức là cặn kẽ. Bạn nào mà ví dụ gặp vấn đề về phần True False Not Given ấy, thì người ta trong sách người ta giải thích cụ thể luôn tại sao lại phải là True mà không phải là False Not Given. Đấy, và kiểu như thế. Câu hỏi thứ hai, có nên phân bổ thời gian đều cho mỗi bài đọc trong đề không? Như là 20 phút trên bài. À, thì cái này mình cũng lúc nãy mình cũng nói rồi, đúng không? Đó là thay vì 20 phút trên bài thì mình hãy cố gắng bấm là 10 phút cho bài 1, 10 phút cho bài 2 và 20 phút cho bài 3. Đấy, sau đấy mình dành 20 phút còn lại để check. Ngoài ra còn transfer câu trả lời sang anh answer sheet nữa. Đấy, thì khi luyện tập các bạn cố gắng set cho mình một cái goal là quản lý thời gian được như thế. Câu hỏi tiếp theo, bài thi reading thường lấy từ nguồn nào nhỉ? Mình có thể đọc những trang web nào để tăng thêm thông tin và phản xạ khi làm bài? Những cái bài reading trong IELTS ấy, thì người ta thường lấy từ thứ nhất là sách của học sinh cấp 3 của nước ngoài, hoặc là những cái bài viết cực kỳ chuyên sâu về một lĩnh vực nào đó. Đấy. Thì theo mình cái việc đọc cái trang web, đọc những cái trang web ấy, thì thực sự là nó không giúp mình nhiều lắm trong việc làm quen với những cái text dài và mang tính academic. Và ngoài ra thì người ta cũng không có câu hỏi để mình có thể tăng được phản xạ khi mà làm bài ấy. Thế nên mình sẽ không recommend việc đọc web lắm, mà thay vào đó mình recommend là các bạn nên đọc các cái bài text trong bài thi IELTS và hãy ngồi nghiên cứu và phân tích và dịch các cái bài đấy ra thì nó sẽ hiệu quả hơn rất là nhiều. Thì những cái trang web mà bài thi IELTS nó hay lấy đề, ví dụ như là The Economist, ok, thì mình, đối với mình, nếu mà các bạn có nhiều thời gian ấy, nếu mà còn khoảng tận 10 tháng, 1 năm gì đấy mới đi thi mà có nhiều thời gian thì có thể đọc những cái trang báo này. Đấy, thì khi mà mình đọc nhiều sẽ thấy là các cái từ lúc đầu không hiểu lắm nhưng mà về sau sẽ thấy là nó lặp đi lặp lại và xuất hiện rất là nhiều. Đấy, thứ nhất là mình biết thêm nhiều từ và thứ hai là nó cũng tăng cái khả năng đoán từ của mình lên. Thế nên là khi đọc tốc độ nó sẽ nhanh hơn. Còn ngoài ra nếu mà các bạn không còn nhiều thời gian lắm mà sắp đi thi nơi rồi ấy, thì thôi đọc báo làm quái đi, tốt nhất là cứ ngồi nghiên cứu những cái bài đọc trong những cái text cho mình. Đấy, thì khi nghiên cứu cứ ngồi dịch, ngồi cầy, ngồi phân tích nó nát ra. Đấy, thì như thế tốt hơn là nhiều so với đọc báo. Câu hỏi tiếp theo nhé. Với dạng bài matching heading, mình thường hay bị nhầm lẫn và confuse giữa các tiêu đề. Bạn có thể chỉ những bước để làm phần này hiệu quả và dễ follow được không? Theo mình, một cái lỗi rất là lớn mà các bạn thường gặp phải ở phần matching heading này đó là các bạn đi chọn đáp án đúng. Theo mình là hãy đi tìm đáp án sai và gạch nó đi. Bởi vì khi mà mình đọc một cái đoạn text nhé, thì mình rất là khó xác định là đoạn này là nó về cái vấn đề gì. Thay vào đó thì mình chỉ cần đi xác định là đoạn này nó chắc chắn không về cái vấn đề gì thôi, và mình loại hết cái đáp án sai đi. Đấy, như vậy là mình sẽ còn lại các đáp án rất là dễ lựa chọn. Câu hỏi cuối cùng nhé. Ngoài đọc báo để làm quen mặt từ và tạo thói quen ra, đọc tiểu thuyết bằng tiếng Anh có giúp nhiều trong việc luyện reading không nhỉ? Mình không thực sự yêu thích việc đọc news bằng việc đọc những thứ mình thích. Như mình đã nói bên trên ấy, đấy là nếu mà các bạn có thời gian mà còn lâu mới thi thì cứ thích đọc gì thì đọc thôi. Đọc tiểu thuyết theo mình cũng là một phương pháp hết sức hiệu quả.
để cải thiện kỹ năng đọc của mình. Đấy, ngoài việc là cho mình rất là nhiều từ mới này, mà nó còn cho mình, nó còn dạy mình cách hành văn ở trong tiếng Anh. Và việc đọc như vậy nó sẽ giúp mình, thứ nhất là làm bài đọc nhanh hơn, ngoài ra còn có thể nói và viết tốt hơn nữa. Khi mà mình đã biết cách hành văn của người nước ngoài rồi thì khi mà mình nói và viết cái ngôn ngữ của mình nó cũng sẽ tự nhiên hơn rất là nhiều. Ok, so yeah, thank you for tuning in my first live stream ever. I really hope you guys liked it, and we will definitely see each other again sometime. All right, bye. Cố lên, học chăm quá. Tuyết ơi, giỏi. Tuyết ơi, đỉnh. Thêm một tí nữa thôi, con biết từ mới học. Một từ mới mà bạn à, bạn nhớ lại. Một từ mới mà bạn đã học được trong bài. Yay. Yo. Study IELTS with IFO. Mày về sửa nhất sơn. Vừa rồi thì các bạn đã vừa mới gặp đây. Vừa rồi các bạn đã vừa mới gặp Musketeer Quang Nguyễn trong cái video đầu tiên của bạn đó, cho nên là có bạn Sinh BG World nói là ngày hôm nay thầy thiếu muối quá, bữa đó là Quang đã phải quay mất nguyên một buổi sáng luôn, cực kỳ là thiếu tự tin, camera shy luôn. Bạn cứ nghĩ là nhìn kiểu hot boy tay chơi vậy, nhưng mà thực ra đứng trước camera ngại không biết nói gì hết á. Nhưng mà sau 2-3 năm làm Musketeer thì bạn nó cũng đã tự tin hơn rất là nhiều và có nhiều muối hơn trong cái video hôm qua mà các bạn vừa xem. Đó là cái video mấy năm rồi, quen với cái việc đứng trước ống kính rồi. Các bạn cũng như vậy thôi, ai cũng có những cái khó khăn khi mà mình bắt đầu với một cái thói quen mới, đúng không ạ? Nhiều bạn ở đây cũng rất là bị ngại khi mà phải đối diện với người khác. Bữa trước Leo qua đây là biết luôn, rất là rõ rồi đó. Hồi nãy thì admin có hỏi là ngày 2 tháng 9 các bạn đã làm gì, thì ở đây có 74% các bạn chọn là ở nhà ngủ, còn 25% các bạn chọn là đi chơi. Mọi người đang đi chơi ở đâu? Có bạn nào đang đi chơi mà vẫn theo dõi chương trình không thì có thể chia sẻ cùng với mọi người ha. Và các bạn lớp phó của lớp như là Leo Adavirat và Trịnh Quang Trường thì vẫn đang tiếp tục tích cực để gõ lại cho mọi người những cái từ vựng hay, những expression hay, idiom hay, và nốt lại những cái bài học một cách rất là hệ thống để cho mọi người có được, hình như là có một cái bản Google Doc được chia sẻ trong một cái nhóm Facebook. Và cả trên một cái nhóm Facebook chat nữa. Ok, em đi chơi về rồi hả? Ai mà chả có lần đầu, ủa nghe sao xuyến dữ vậy? Mà anh không có nhớ là anh nhớ là Trịnh Quang Trường thì là ở Thanh Hóa, Leo thì ở Gia Lâm, nhưng mà anh không nhớ là Trung Thành là ở đâu em? Cả hè này em chưa được đi chơi. Ừ, thì phải tìm người yêu đi nha Mi. Anh ơi, người ta tưởng Quốc Khánh, người ta nói là Independence Day chứ anh sao lại tích? Câu hỏi này rất hay luôn. Em tưởng là người ta hay nói đúng không ạ? Ngôn ngữ nó là một trong những cái việc sắp xếp để thể hiện cái dấu ấn của văn hóa, thể hiện dấu ấn của lịch sử. Và đối với văn hóa Việt Nam á, như anh cũng đã nói từ phần đầu á, những người Việt Nam người ta gọi Tết là một cái ngày rất là vui. Và như em thấy rất là nhiều người ta gọi đó là Tết độc lập. Và anh cũng rất là vui và tự hào khi mà cách đây khoảng chừng vài năm, khi mà trả lời phỏng vấn của một đài truyền hình nước ngoài, thì họ hỏi là tại sao mình lại gọi có cái gì đó đặc biệt về cái Independence Day của mày không? Thì anh nói là đó chính là Tết độc lập. Người Việt Nam vẫn hay gọi là Tết độc lập. Các tiếp báo cũng vẫn gọi là Tết độc lập. Và đó cũng là một cách gọi khác của cái ngày Quốc Khánh. Bởi vì là đối với người Việt Nam, và đối với người Việt Nam thôi, cái từ Tết là từ của người Việt Nam á. Và người Việt Nam tin rằng Tết thì sẽ mang đến niềm vui, Tết sẽ mang đến sự hân hoan và hứng khởi. Ở đây thì nó cũng là một cái đồng vị tương tự như vậy. Cho nên là Trung Hiếu ơi, em đừng máy móc quá nha, trong cái phần speaking hoặc là trong cuộc sống của chúng ta, bởi vì ngôn ngữ nó cực kỳ đa dạng nha. Hy vọng là cái phần trả lời của anh vừa rồi cũng đã làm hài lòng em. Hải Phòng, em Hải Phòng hả? Trung Thành, ok. Rồi, chúng ta
sẽ cùng đến với một cái video tiếp theo, và chúng ta sẽ cùng gặp gỡ lại một người bạn cũng đến từ, như là Andy Nguyễn là đến từ Thái Bình, sau đó thì là học ở Học viện Ngân hàng. Anh có một người bạn đã từng là cô giáo của Andy và cũng khen Andy rất là nhiều. Và sau đó thì Andy cũng xin học bổng để sang Canada và cũng là một thời gắn bó với Alphasoft là một Musketeer. Và ngày hôm nay thì anh cũng shout out đến bạn Leo Adaviret. Em cũng là fan của Andy hả? Đó. Thì anh nghĩ là cái video này sẽ dedicate đến em, bởi vì là em cũng là một trong những lớp phó rất là chăm chỉ ở trong lớp mình, bên cạnh Trịnh Quang Trường và các thành viên khác nữa. Thì rất là tích cực để chia sẻ cái thái độ học tập cũng như là những cái tài nguyên mà bạn có. Cái nhóm Facebook chat của các bạn rất là vui, bởi vì các bạn chia sẻ rất là nhiều tài nguyên ở trong này. Và đôi khi Leo còn nhắc nhở mọi người nhớ là phải quay trở lại để học hành đi. Bạn ấy chụp màn hình và có rất là nhiều cách khác nhau để có thể documenting cái học liệu mà tụi mình đưa ra trong một đoạn video. Either là bằng cách ghi lại và rất là chăm chép phạt nữa. Nếu mà sai thì mình nhận lỗi luôn. Đấy là một tinh thần rất 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 là... Sao ha? Anh nghĩ là rất là machos. Machos gì theo tiếng Việt là đại trưởng phu, kiểu như vậy. Đó, và anh nghĩ cái cách mà bạn đó đang chia sẻ với mọi người là một cái thứ chúng ta nên học tập và nên shout out. Một tràng pháo tay dành cho Leo một lần nữa. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với một cái video. Nhân nhắc đến Leo thì lý do anh chọn cái video này bởi vì là Leo chuẩn bị đi thi IELTS và cũng vẫn dành rất là nhiều thời gian để chia sẻ cùng với mọi người. Cho nên là cái video này là video anh nghĩ là chắc là Leo cũng xem rồi nếu mà là fan của Andy. Nhưng mà hãy nhắc lại để cho mình nhớ là những cái điều bạn cần phải chuẩn bị trước khi bạn thi IELTS là gì. Đó, khi mà còn cái khoảng thời gian nữa là đến khi mà chúng ta thi IELTS thì bạn sẽ làm gì. Và Andy Nguyễn sẽ chia sẻ với các bạn cái những cái bí quyết này từ căn phòng của bạn đó ở tại Canada. Nào, chúng ta sẽ cùng đến với video cùng với Andy Nguyễn nha. I have taken the IELTS exam with British Council multiple times and I must say preparing for the IELTS exam is extremely stressful and nerve-wracking. So today I would like to share with you 10 things I often do when the IELTS exam is coming up. You should watch this video until the very end. It's very important that you should do all of these 10 things to best prepare for your upcoming IELTS exam. Stay tuned. Number 1. Check out the Road to IELTS online course. If you still got like 2 weeks left until the test dates, it's very important that you should do some authentic IELTS tests to know where you're standing, like how many correct answers you got for the listening and the reading tests, something like that. A very good source is the Road to IELTS course by British Council. It's free for people who take the IELTS test with British Council. I love that program. It's useful. It has like 4 authentic IELTS practice tests as far as I can remember. Anyway, I always do the test on Road to IELTS course to prepare for my exams every time and to estimate my band scores. You should check that out if you're taking the IELTS exam with British Council. Number 2, take a break. You have already prepared for the IELTS exam for quite some time now. Just take some days off, you know, before the test. Personally, I do not study at all. A few days before the exam, maybe even a week, I take a lot of rest. I relax, I recharge my batteries, watching the telly, etc, etc. I do not cram. Do not cram, okay? Because cramming just makes you feel even more and more stressed out. Number 3. Check the test dates, the location, and the time to make sure. It's always a good idea to make sure you're arriving at the right location or you do not arrive late. Fortunately, British Council, as helpful as they always are, send me a confirmation email in advance to confirm all the test dates and location and time. So I just need to check my email to make sure. Number 4. Identification documents. The day before the test, you must get all your identifications ready, your passport, your national identity card. I think those are the only 2 identification documents accepted for the IELTS exam. Without them, you cannot take the test. Number 5. Go to bed super, super early, the day before the test. The IELTS exam with the listening and reading and writing sections lasts for about 3 hours, which is extremely exhausting. And if you do not get a lot of rest the day before, you're going to be really, really tired when doing the test. So turn off your phone and go to bed early. Number 6. On the day of the test, you're still at home,
wondering whether you should put on some kind of outfits for this special occasions? Well, I'm not a fashion expert, but I do know this. Bring a jacket. It's very important that you bring a jacket. It's extremely cold in the test room. I know it's summer, but in the test room, which is air conditioned, it's like 10 degrees. Really, really cold. Number 7. You are allowed to bring water to the test room as long as it's a transparent bottle, but please refrain yourself from drinking lots of water because you're not allowed extra time to go to the loo, unfortunately. I still remember distinctly the last time I had to pee so bad in the test room because I drank apparently too much water and I had to hold it in for an hour. Can you imagine that? I almost bust. Number 8. After you have taken the IELTS exam with listening and reading and writing, you still have the speaking test, do not forget that, which often takes place on another day. So don't try to study anything, do not cram, which just confuses you and makes you worried. I still remember before my speaking test, I actually had to prepare myself mentally. I practiced breathing techniques and I meditated a little bit to calm myself down, and you know, when I'm calm and relaxed, I tend to do best. Number 9, we're almost there. Do not put too much pressure on yourself. Just remember that. You can always retake the IELTS exam anytime you want, so you should not put too much pressure on yourself. I always do this before any kind of exam test. I often take a deep breath and trust that everything is going to turn out all right eventually. Number 10, the last tip. If you still have any questions, do not hesitate to contact the organization where you take the IELTS, like British Council, for more information. The staff at British Council are extremely helpful. They helped me a lot with my questions when I was going to take my first IELTS exam, which is 4 years ago, when I was extremely, extremely nervous. So those are the 10 things you must absolutely do to best prepare for your upcoming IELTS exam. And here's my final reminder. The quarantine period has finally ended in Vietnam for quite some time now, so you can take the IELTS exam with British Council. I know we are living in a very, very unusual time, so it's important that you should book your seat for the IELTS exam maybe sometime in advance, like a month in advance, I think, or maybe two, to secure a seat. So you can click the link in the description below to sign up for the IELTS with British Council. And I wish you the very best of luck for your upcoming IELTS exam. Các bạn giỏi quá, các bạn đã nói được rất là nhiều từ vựng hay ho. Rồi, vừa rồi đó là một cái video mà Andy Thịnh Nguyễn cũng vừa mới chia sẻ với chúng ta về những cái bí quyết cũng như là những cái tip nhỏ cần phải lưu ý khi mà chúng ta đi thi IELTS, từ việc là đăng ký ở đâu, từ bao lâu như thế nào nè, rồi đến việc là nên uống nước hay là không uống nước ở trong phòng thi. Nó là một trong những cái kỹ năng mà mình nghĩ cũng sẽ là khá là cần cho các bạn khi mà các bạn chuẩn bị cho cái hành trình đến với cái kỳ thi mà nhiều bạn rất sợ. Tôi may mắn là tôi sẽ không phải đi thi cái này nữa. Lý do là tại vì không có lý do gì để sử dụng những cái kỹ năng của bài thi IELTS nữa, mà khi mà bạn đã học qua chương trình thạc sĩ và cao hơn rồi thì là sẽ mình có ít cơ hội sử dụng lắm. Cho nên là chúc các bạn trẻ sẽ may mắn đối với cái bài thi này. Và cảm ơn các bạn cũng đã tiếp tục type rất là nhanh, rất là nhiều những cái cụm từ hay đã được nghe trong cái bài chia sẻ vừa rồi của Andy Nguyễn. Và trong những cái Musketeer thì còn có Tùng thì cũng từ là một thầy giáo, sau đó là trở thành người dẫn chương trình. Và trong những cái chuyến đi đây đó thì với lợi thế của mình là một cái thầy giáo IELTS thì Tùng cũng đã gặp rất là nhiều những cái thuận lợi hơn trong cái việc là mình truyền đạt
cũng như là dễ dàng có thể tạo ra một cái phong cách rất là khác biệt của một người dẫn chương trình và với cái khả năng giáo viên cũng như là IELTS. Và chúng ta sẽ cùng đến một cái video, và trong cái video này thì Tùng sẽ đóng vai trò là examiner và sẽ cùng đến với một bạn thí sinh. Bạn này thì tụi mình thực hiện ở trong cái tập ở tại Phú Yên. Phú Yên là cái nơi rất là đẹp luôn mọi người. Nếu mà các bạn mà xem phim Tô Thế Hoa Vàng Trên Cỏ Xanh rồi á, thì chắc chắn là sẽ cực kỳ ấn tượng với những cái cảnh đẹp mê hồn ở tại đây. Đó, rất là đẹp luôn, picturesque. Rồi, ok, chúng ta sẽ cùng đến với cái video này và chúng ta sẽ cùng đến một cái bài speaking sample được thực hiện ở ngay ngoài bờ biển luôn. Là các bạn sẵn sàng chưa? Nhớ là chúng ta cần phải chuẩn bị rất là nhiều thứ để đi học, như là anh cũng vậy, chuẩn bị sẵn sàng nè. Cả lớp sẵn sàng, giấy, bút, học. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với video này và cùng đến với một bài thi nói ngẫu nhiên diễn ra tại bờ biển Phú Yên. Xin chào tất cả các bạn. Ngay khi tập IELTS on the go về Phú Yên hôm trước được phát sóng, chúng tôi đã nhận được rất nhiều request là tại sao bạn áo đỏ, hay bạn ấy còn tên là Duyên, bạn Duyên, không tham gia vào phần thi IELTS Speaking Test. Và các bạn đã gửi rất là nhiều request về, cho nên thể theo nguyện vọng của 500 anh em thì tôi đã đáp máy bay quay lại Phú Yên luôn. Và chúng ta sẽ thực hiện cái yêu cầu đó bây giờ. Các bạn thì cực kỳ là khó chiều, nhưng may cho các bạn là tôi chiều hết. Chúng ta hãy nhập bài ngay bây giờ nhé. Welcome to the IELTS speaking test. My name is Tung. What is your name? My name is Yuing. In the first part of the test, I'm going to ask you some general questions about yourself. First of all, let's talk about jewelry. Do you like jewelry? Yes. For I like necklace and also earrings. Do you have a lot of pieces of jewelry? No, I don't, because I only wear them in special occasions. Okay. What kind of occasions? Like Tet holiday or going some events in or some big convention. So jewelry is very precious. How do Vietnamese people keep jewelry safe? People usually keep it in a box and then sometimes they pull it in their wardrobe or in their case. And does jewelry have any special meaning in your country? So jewelry just meant that the people who own it are wealthy and they can afford for their own life and also their children. And also jewelry meant that for beauty. So when a girl wear a necklace or an earring, which means that she is feminine. Okay. Very well, let's move on to the second part of the test. In this part of the test, I'm going to give you a topic on which you're going to talk about for 1 to 2 minutes. But first of all, you have 1 minute to make some notes if you wish. Your topic is describe a cake that you had. Here's your topic. Thank you. Here's a pen. You can make some notes. In 1 minute, beginning now. Please begin speaking now. So, the cake that I usually had is normally for my birthday, but the birthday cake that I had on my 16th birthday was very special, because it's not like it's pretty or is delicious. It actually tastes really bad and it looked really bad too. But it was the cake that my brother made it for me. He almost burned the house down, but I'm fine with that. And I remember that walking into the house and all the lights were turned off, and there was a mini cake which completely burned. It was completely burned down, but there was candles and my brother was there and singing the birthday song. It's not tall, it's actually really flat. It has little decorations on it, usually is my name and the candle. And surrounding it is some fruit and some toppings like sprinkles.
It's special, like I mentioned, that it's from my brother and he puts all his heart into it. Although it may look bad and it tastes bad and really nobody would want it, but I think that the cake really meant that he loves me and he always loves me in the future. Thank you very much. Now, let's move on to the final part of the test. You've just talked about a cake, and I'm going to ask you some questions related to the topic of baking. Do you know how to bake? Yes, I do know how to bake. Do a lot of Vietnamese people know how to bake? No, usually they don't bake cake. They got it from the bakery because most of them didn't have an oven or a microwave at home. So when someone makes you a cake, is it considered really special in Vietnam? No, to me, only a cake that is come from my relatives is special, but normal cake like my friend would give me is, yeah, it's special, but not as special as those. Okay. Is there any cake in Vietnam that has a special meaning? We have Trứng cake and Dây cake. It's represent for father and mother and also the sky and the earth in the legend. And when eating that cake, which means that we remember our grandparents and our relatives who passed away, and we show respectation for them. Okay, thank you very much. That's the end of today's test. Đã hài lòng chưa? Cảm ơn các bạn đã theo dõi chuyên mục IELTS Speaking Test của IELTS Face Off. Now it's time to study IELTS. Góc kiểm tra bài cũ, một từ mới mà bạn đã học được trong bài học ngày hôm qua là gì? Comment ngay nhá. Rồi mà, cố lên, học chăm quá. Tuyết ơi, giỏi. Tuyết ơi, đỉnh. Thêm một tí nữa thôi, comment từ mới học. Một từ mới mà bạn, hai bạn, nhớ. Một từ mới mà bạn đã học được trong bài. Yay, yo. Study IELTS with IFO. Mày về sửa nhất Sơn. Đã hài lòng chưa? Rồi, ok. Quân Nguyễn nhưng mà nhiều người dùng nhất đó bạn. Cái này cũng lại là một trường hợp nữa của việc là khi mà chúng ta có một cái gọi là gì ta, cái thông lệ khi mà sử dụng cái từ đó và nó quen á. Ví dụ là người Việt Nam có nhiều người ta nói không hiểu tại sao nó nhà tôi có nghĩa là vợ tôi, đúng không ạ? Rồi có phải là một cái bò bít tết hoặc là một cái trứng ốp la, vậy thì dịch như thế nào, đúng không? Thì cái ngôn ngữ khi mà được phát ra thì nó có rất là nhiều những cái giá trị về văn hóa. Và hãy học cái mà nhiều người dùng, đúng không? Thì mình cũng tin rằng, giờ anh ta đa quá hả? Những cái chia sẻ từ các bạn ở đây thì cũng giúp cho bạn Quân cũng hiểu được rõ hơn, đúng không? Native speaker bị confused. Ủa, mình có quan tâm đến việc là họ bị confused hay là không bị confused không? Hay là chỉ cần nói về một thứ đó hay thôi? Bánh chưng vẫn là bánh chưng thôi chứ. Anh cũng nghĩ giống như là bạn Lê Trung Thành, bánh chưng vẫn là bánh chưng thôi. Có lý do gì để họ confused đâu em, bởi vì nó có cái loại nào đó khác để tham chiếu đâu mà để cho họ không bị confused, đúng không? Một từ nó cũng có những cái từ mà nó có nhiều nghĩa, nhiều từ mang cùng một nghĩa mà, đúng không? Cho nên anh thấy đâu có vấn đề gì mà phải bị confused. Em có chắc là người ta bị confused, người ta nói với em không, hay là em ngồi em đoán? Đó là vấn đề của Quân Nguyễn nha. Em đang đoán là người ta bị confused thôi, chứ người ta đâu có confused đâu, hoặc là người ta nhiều khi người ta còn không biết bánh chưng là gì á. Em đưa ra khái niệm đó, em cũng phải giải thích cho người ta rõ ràng là bánh chưng nó được tạo thành bởi cái gì và tại sao nó đặc biệt như vậy, đúng không? Lễ Quốc Khánh ra đường cô đơn quá mọi người ơi, nhưng mà welcome back Vivian Lee. Vivian Lee tên là Quỳnh. Mà anh thì quên em ở đâu rồi, trời ơi, nhiều bạn quá nhớ anh, nhiều khi anh cũng không nhớ hết được là các bạn ở đâu. Rồi, còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng, sẽ không có một tập FO nào ở trong buổi tối ngày hôm nay được chiếu, nhưng mà sẽ có rất là nhiều những câu chuyện khác nhau về rất nhiều những cái người con Việt Nam. Họ sẽ chia sẻ về cái niềm tự hào Việt Nam cũng như là rất là nhiều những cái kiến thức giá trị. Thanh Bùi là một trường hợp như vậy. Mình biết Thanh Bùi từ lúc mà khi mà còn đang đi làm mà còn rất là trẻ, thì Thanh Bùi đã bắt đầu xuất hiện ở trong cuộc thi Australian Idol
Và sau đó thì cũng đã có một cái bước tiến rất là dài với một cái nhóm nhạc. Và sau đó thì quay trở về Việt Nam cùng với công ty Early Riser và rất là nhiều những cái dự án lúc đó, như là Để Mai Tính, rồi các cái dự án âm nhạc rất là hay ho. Thanh Bùi là một người rất là tự hào về Việt Nam, cũng như là mong muốn mang đến những cái giá trị giáo dục của thế giới để về cho các bạn trẻ Việt Nam. Bởi vì các bạn thiếu nhiều thứ lắm, các bạn thiếu nhiều kỹ năng, các bạn thiếu những cái kỹ năng như là kỹ năng tranh biện nè, hoặc là những kỹ năng thuyết trình nè, những cái kỹ năng nghiên cứu, và nhiều khi các bạn không có một cái bộ lọc để có thể tiếp cận kiến thức nữa. Cho nên là Thanh Bùi về Việt Nam và làm những cái dự án như là Soul Academy để thầy dạy về về âm nhạc. Và bây giờ thì cái học viện đó nó lớn hơn rồi, nó dạy nhiều những cái kỹ năng khác nữa. Đó cũng là những cái viên gạch đầu tiên. Tuy nhiên là họ đều bắt đầu từ một cái niềm tự hào dân tộc, nationalism, hay là một cái từ khác cũng rất là hay là patriotism, lòng yêu nước á. Thì họ đều có rất là nhiều những cái năng lực, năng lượng để có thể chuyển tất cả những thứ đó thành một cái hành động gì đó thiết thực. Giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với một cái phần trích đoạn của Thanh Bùi và Phoebe ở trong mùa 7 của Alpha Shop. Đó là mùa Australia, Shine with Australia. Và mùa này thì chúng ta cũng có rất là nhiều những khách mời hay ho và thú vị. Khách mời đầu tiên chúng ta sẽ cùng đến với Thanh Bùi và những cái triết lý về giáo dục nghệ thuật. Mình nghĩ giáo dục nghệ thuật là một thứ rất là quan trọng. Nếu mà các bạn có được cái tư duy tốt về về nghệ thuật thì cũng sẽ rất là tốt cho các bạn ở trong cái những cái lựa chọn sau này, bởi vì ngành nào thì cũng cần nghệ thuật mà, đúng không ạ? Chúng ta có một sự bay bổng một chút thì cũng tốt. Anh Thanh Bùi, welcome to the show. Thank you, Phoebe. Thank you for having me on the show, and appreciate the kind words to begin this interview. And a lot of people know you as an artist, and maybe know you as a business person. But would you prefer to be called an educator, a business person, an artist, or a father? I prefer to be called whatever you want to call me. as a public person, there are certain things you can't control. And I think the most important thing is just to, I'd love to break stereotypes and to not be pigeonholed into any one role, I think. And I think it's so important that, particularly in sort of a more traditional society like Vietnam, that we don't put labels on everybody. I mean, why can't you be an artist and an entrepreneur and a father and an educator and just whatever you want to be? So I think ultimately I am who I am, and I'm very comfortable with that. And I think to different people I'm a different title. So I leave it up to everybody. But I do hope that people consider myself to be someone who's just a supporter of the arts, a supporter of education, and someone who really wants to fight for the next generation of Vietnamese kids. Now, has this cause always been clear to you, or was it, you know, something in the making? As you progress on through life? Yeah, I know that there's always been this urge for education, this urge and want for the arts, because, you know, how much is it nurture and how much is it nature? And I can remember throughout my life that I've always had that opportunity to teach other kids in the class, sort of be like a big brother to my fellow and friends and let's say colleagues in school. And just throughout my teenage years, teaching was something that I always was very passionate about. I think once you get comfortable with your achievements and you reach a certain level, I mean, you have a rethink about it, you know? And at this stage in my life, I've been so fortunate to have sort of lived five lives and been around the world a dozen times. And I feel that now that I sit as a 38-year-old, I just realize that everything that I've experienced has allowed me to be in this moment and to be doing the work that I'm doing. So I just feel it's been a wonderful journey. And I know that tomorrow is an unknown, and I love the fact that it's an unknown. I don't know where tomorrow is going to lead me or in another year's time, but at least I know the direction that I'm heading in. I'm feeling very comfortable about that. I'm seeing something behind you, Anh Thanh Bùi. It says, instead of more like everyone else, and then there's something above it that says something, children become like something. Can you tell us more about that? Yeah. Well, the quote, let me read it, is art has a role in education of helping children become more like themselves instead of more like everyone else.
And it's I'm sitting in my office at the moment, and I love that quote. And that quote inspires me every day. I mean, I think for us, my whole philosophy of why the arts is so important, why holistic education is so important, is that we can find our sense of identity. And my hope is that for Vietnamese kids, that they don't have to follow the path of their parents or what the parents want them to do. I really hope that they can become their own versions and that they can be the best versions of themselves. For you, you know, like how did that love for the arts really develop? Is it because of Australia? Is it because, you know, you were born in your blood as a Vietnamese person? Like what generated that? I think that's a great question. I mean, the way I see the arts is no longer the arts. I see it as creative education. And it should be about music. It should be about performing arts, about film, about visual arts. And I think we should see every art form as just as important as each other. And that, you know, it depends on the human being. If you, some people love, you know, visual arts. Some people are more go towards performing arts, and some people love music more. It all depends on the individual. If you have, you don't know what you don't know, and you can only know what you know. And I was so fortunate to be brought up in an environment that allowed me to experiment and to try new things. Even though I could have sucked at it, or be completely horrible at it, but at least I was given a chance to know, hey, Tan, that's not for you. Because I tried violin, and the violin sounded like a screeching cat. And I thought, you know what? I don't think violin's for me. But I had that opportunity. And I think ultimately it's the opportunity, the environment, your teachers and your parents. And what I was fortunate was that I was given the chance to experiment, to explore. And I was told that no subject is more important than another subject. I was taught from an early age that music is art. Art is mathematics. Mathematics is art. Art is science. I was taught from such a young age about being multidisciplinary, but building and seeing connections in all subjects, not just becoming siloed in a subject, in a particular subject. Through the arts, I was able to discover the intersection with science. But more importantly, what it did was it got me to understand how to look from within. And when you play a piece of music, once you've mastered the theory and the technical side of it, you forget everything and you play from your heart. You play from your experiences because your emotions become your music and your music becomes your emotions. And all that is nothing more than a mirror reflection of your life and of your own life experiences. Thank you for sharing. Các bạn đã vừa đến với một cái video mà mình tin rằng cũng chia sẻ được nỗi lòng của rất là nhiều bạn. Không chỉ là một cái video mà chúng ta học được từ accent của Thanh Bùi, cũng như là cách mà anh chia sẻ, cách mà cấu trúc một cái bài nói như thế nào về một cái chủ đề, đó chính là chủ đề làm sao để thấy được sự quan trọng của arts và những cái môn liên quan đến nghệ thuật. Và cũng có rất là nhiều bạn đồng cảm, bởi vì đây là một cái chủ đề mà chắc là nhiều bạn cũng thấy là nhiều khi mình cũng muốn xem đó là một cái môn quan trọng, tuy nhiên là nó lại không được đánh giá cao lắm, đúng không ạ? Cái cơ hội học tập này là cái cơ hội học tập dành cho tất cả mọi người, cho nên là mình tin rằng đây cũng là một cái video truyền cảm hứng để giúp cho các bạn có được thêm nhiều cái sự mạnh mẽ hơn, nhiều sự can đảm hơn khi mà mình phải đối diện với những cái ngã rẽ của cuộc đời. Và nếu như mà đôi khi bạn không cố một chút thì bạn sẽ bỏ lỡ cái cơ hội khi mà bạn có những cái năng khiếu thực sự về nghệ thuật. Ok, còn bây giờ thì chúng ta cũng sẽ đến với một cái câu chuyện khác của một người mà tôi nghĩ cũng rất là đẹp, đó chính là chị Cát Thảo. Chị Cát Thảo cũng là một người đã từng được biết đến bởi vì là một công dân Australia nhưng mà là có nguồn gốc ở Việt Nam.
là người Việt Nam. Và 3 tháng tuổi thì lên đường sang Australia cùng với mẹ của mình. Và bây giờ thì chị đã về Việt Nam làm được 12 năm rồi. Và Việt Nam không chỉ là một cái mảnh đất lành mà còn là một nơi mà chúng ta tự hào về nguồn cội. Và cái sự tự hào đó thì đã biến thành rất là nhiều những cái chất xúc tác cho những cái người rất là tuyệt vời như là anh Thanh Bùi hoặc là chị Cát Thảo. Chị Cát Thảo ngoài ra còn là chủ tịch diễn đàn lãnh đạo trẻ Việt Nam Australia và là tổng giám đốc của Old and Young Law Việt Nam LLC, là một trong những cái công ty về luật rất là nổi tiếng của thế giới. Ở đây các bạn nào mà học luật thì chắc là cũng biết rất là rõ. Rồi bây giờ chị đang làm tổng giám đốc của Global Ready, hoạt động trong lĩnh vực phát triển lãnh đạo và đào tạo nhân sự. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nghe chị Cát Thảo nói và chia sẻ với chúng ta về một cái chủ đề mà mình nghĩ cũng là một trong những thứ mà ít nhất là các bạn học cấp 2, cấp 3 cũng bắt đầu suy nghĩ đến. Đó chính là thế nào là thành công, success. Thì đó có phải là cái câu trả lời cuối cùng của bạn sẽ có lúc nào đối với cái khái niệm thành công, success, và công việc nó chỉ mang tính phương tiện ra sao? Chúng ta sẽ cùng đến cái bài nói chuyện rất là truyền cảm hứng tiếp theo của chị Nguyễn Cát Thảo cùng với Phoebe ngay sau đây. Welcome back to the show. So, chị Cát Thảo, you know, when you think about success, right? Is it a term that brings you a lot of joy to talk about, or does it bring you a lot of stress to talk about? I think for me, it has been an evolving definition, an evolving concept. At times, when I was younger, I think it did bring me stress. Yeah, I think it did bring me stress. Now, it brings me joy. So, Phoebe, you mentioned the two words, does it bring me stress or does it bring me joy? It did bring me stress, and it brought me stress when I had other people's definition of success as my own definition. And I think, you know, success, it's often with conventional measures that creates so much pressure for people. And what I believe is that every single human on this earth is here for a purpose and not here for success. They have their role to play and no one else can play it. Elon Musk is only Elon Musk. You cannot be Elon Musk. Okay? You cannot be Bill Gates. You cannot be Steve Jobs, because that is already taken. Okay? That's already taken by them. You can only be you. And so the journey of becoming you, that is the journey. The journey of becoming closer to myself, my authentic self. And what is it that I need to express in the world? Am I a storyteller? Am I, you know, like, what is that essence? And how does it combine with a set of values that are not negotiable to you? So that, you know, then whatever job that you do, the job is not your purpose. It's only a vehicle, a mode or a channel for you to express your purpose. And that can change over time. One of the things that we can see right now is you do work with a number of, you know, high ranking executives to also help them in this journey, right? Is helping other people to find their purpose difficult? It can be difficult if people don't have a few things in place. The first is they need to have an open mind. So they need to be able to have an open mind to ask the questions of themselves. So what I do is I just provide the mirror. But are you willing to look in and to look for a long time? Not many people are willing to do that. It's easier to just copy someone else's definition of success and then sort of go to work and be unhappy and then complain and then, you know, blah, 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 right? And then you have to have an open heart. You have to be able to let feelings that are uncomfortable but also different feelings come into your heart. You have to open that up. And sometimes it's very painful to open up your heart. And then you have to have an open will, which is the action part. You have to be willing to do things differently, to try things differently with me, for example. So unless those things are in place,
people won't be able to find their purpose and lasting happiness. But where I have found that to be in place, I have seen incredible transformations in people, in leaders. And then as a result of them living more purposefully, they impact their entire organizations and they impact all of their teams and their people. It's quite dramatic and incredible. So yeah, so the answer is it is hard, Phoebe, if those conditions are not in place. That's very interesting, very, very interesting. And I think this is the first time that we're bringing in such a concept to IFO, and it's a very, very, very interesting concept, and we hope to foster more discussions and conversations with our audience. Our audiences are a little younger, but why not start thinking about some of these things? Các bạn đã vừa đến với một cái chia sẻ của chị Cát Thảo về success. Đó cũng là một trong những danh từ mình nghĩ rất quan trọng trong cái từ điển của mỗi người. Khi mà chúng ta còn nhỏ thì chắc chắn chúng ta chưa bao giờ nghĩ về cái khái niệm của success, đúng không ạ? Và bây giờ thì các bạn cũng bắt đầu nghĩ về những cái khái niệm đầu tiên của success, có thể là ở trong top 5 của lớp, có thể là đạt giải ở trong cuộc thi của cấp trường, có thể chiếm được trái tim của một người mà mình yêu thương. Đó có thể được xem là thành công, và thành công nó có thể được cộng dồn, có thể được cộng thêm rất là nhiều những yếu tố khác. Và IELTS cũng có thể là một cái success của bạn, đúng không nào? Và chị Cát Thảo cũng vừa mới chia sẻ đó, thì chúng ta cần phải mở trái tim, mở tâm hồn, mở cả ý chí nữa. Will là một từ rất hay. Nó có nghĩa là determination, là ý chí của mình nữa. Và chúng ta sẽ có thể đạt được những cái thứ đó và bắt đầu cóp nhặt những cái thứ nhỏ cho cái hành trang thành công của mình. Và thành công nó là một cái liều doping cực kỳ hay. Nó khiến cho mình cảm thấy vui và hân hoan lắm. Và mình không thể trở thành một cái phiên bản giống như là Steve Jobs, Elon Musk, những cái nhân vật đó. Mình sẽ chỉ có thể trở thành một phiên bản của chính mình. Cho nên là cái thế giới của bạn và thành công của bạn thì hãy ngẫm mà xem, đến tối bạn đi ngủ, bạn sẽ là người cảm nhận cái đó rõ nhất. Bởi vì xung quanh bạn không có còn ai, chính bản thân bạn là cảm nhận được cái đó rõ nhất. Cho nên là cái legacy của mình là gì á, cái di sản của mình để lại là gì á, thì hãy fighting for it. Còn bây giờ thì chúng ta hãy cùng đến với em chưa có người yêu á. Anh biết rồi, khổ quá. Nhớ link đi, anh có người yêu chưa? Cái này là hỏi ai? Hỏi các bạn ở trên này hay là hỏi anh? Thôi hỏi ai cũng được. Người yêu hay là không có người yêu cũng chỉ là một cái khái niệm của hạnh phúc thôi mà, đúng không nào? Chúng ta sẽ cùng đến với một cái chia sẻ tiếp theo của chị Cát Thảo về một thứ mà anh nghĩ là cũng là một danh từ rất đặc biệt ở trong từ điển của mỗi người, đó chính là hạnh phúc. Tụi mình đã nghe các bạn ở trong team Apple Crew, Phoebe, rồi Michael Lu, rồi Khánh Vi, cả mình nữa, Thu Dương, rồi Thanh Vân và nhiều bạn chia sẻ về hạnh phúc. Vậy thì mình thử nghe xem cái khái niệm hạnh phúc của chị Cát Thảo, một cái người mà cũng đã từng bôn ba khắp nơi và đã từng đại diện ở tại Liên Hợp Quốc, thì sẽ chia sẻ như thế nào về cái khái niệm hạnh phúc nha. You know, one of the things that our team members like to talk about are quotes from different books, right? And you know, our producers have actually quoted a quote from Litley Hayslip, which basically says, you know, we see ourselves in the middle of heaven and earth, you know, for you, your journey started out in a very, very interesting way. How did that journey affect who you are now and the kind of decisions that you make? Wow, that's a big question. A very big question. So, you know, for my family, we are from Tây Ninh province in Vietnam. And then we got to Australia, and I grew up and spent most of my life there until coming to Vietnam to live in 2007. My family is Vietnamese, but then, you know, I was born in a land, Thailand, and then I grew up in Australia. So essentially the formation of three different countries, and this experience of deep hardship and struggle. I think what I have learnt is through my parents is the meaning of courage. I've learnt what the meaning of integrity is. And I watched my parents struggle, but they never made choices that were unethical. So I learned courage, I learned integrity, I learned also deep compassion.
And I saw that even in our struggle, my parents would be helping other people. And that a life that is worth living is a life that is meaningful. And, you know, there's a psychologist that came up with, you know, three types of happiness. The first happiness is pleasurable. So you seek pleasure, you know, new food experiences, new travel experiences, and all of these experiences around your senses. And then that happiness is sort of short-lived. The second type of happiness is a happiness where you have an engaged life. And the engaged life is using all of the skills and gifts, natural gifts that you have towards a purpose. So if you're in a job or work where you're using most of your skills that come naturally to you, you feel really engaged. But also the happiness there is not really long lasting either. And then the third level of happiness is a meaningful life. And the meaningful life is you use your skills, your education, your life experiences in service where you can contribute to a better society and to help the environment around you. And that is actually leading to long-term happiness and fulfillment. So, you know, how I make decisions in my life is based on what gives my life meaning. And not to be afraid of making hard decisions, but always maintaining integrity and not being afraid to live my parents' values of courage and resilience. Would you describe yourself as fearless? You know, if somebody were to just look at you on paper, it seems fearless. Would you describe yourself as fearless as a person? You're right. You're right when you said, if you look at me on paper. I guess I'll tell you a story where you would probably think, wow, that's pretty fearless. So when I finished high school, I was, 18, and I needed money and I didn't start university yet, but I was working. My family was very poor, right? So I was working in many different jobs. I was working in a factory, and in that place, I was the only female, you know, in the factory. Also, I became a pizza delivery driver. So I worked for Pizza Hut. And so I would go by myself as a female driver to deliver the pizzas. And in areas where in a apartment block, there were no lights, all the lights were broken. So I had to crawl on the staircase with the pizza. And if I put my hand in front of my face, I could not see my hand. And so I would have to go to each door and feel number 5, nope, and then go crawl, then number 6, you know, keep going. And then years later, I found myself being the first Australian youth representative to the United Nations General Assembly in New York City, where I was the first person of Asian background to represent Australia at the UN in that role. And when I left, the State Department, the Foreign Affairs Department, gave me an apartment in New York to live. And when I left, I think I had like $20. You know, I was doing this big role, but I had no money and I was going by myself. I don't know whether I would describe myself as fearless. I think I would maybe describe myself as someone very comfortable with uncomfortable situations. Well, Katel, that was so wonderful. And thank you for sharing all of these stories. So IFO audience, we're going to take a short break. And after the break, we're going to come back and talk to Katel's journey to success and how she views success. We'll be right back. Seasons of love. Thế là mình bị xem ngược đó mọi người. Nãy giờ mình sẽ lẽ ra là sẽ xem cái đoạn happy trước sau đến success sau. Nhưng mà mình đảo ngược lại như vậy thì để cho các bạn cũng thấy được rằng là đôi khi chúng ta bắt đầu bằng một cái tìm kiếm cái sự thành công trước thì sau đó chúng ta sẽ cảm nhận được hạnh phúc nó đến sau. Đôi khi nó cũng sẽ là một thứ hợp lý. Còn bây giờ thì mình thấy là trong cái group chat của nhóm này có vẻ như là cũng đang nói về chủ đề trung thu rất là nhiều.
mình chưa vào phố luôn á, cho nên cũng không biết là bây giờ đang trang trí trung thu như thế nào. Các bạn mà có vào phố thì cập nhật cho mình tình hình xem là không biết như thế nào nha. Còn Apple Team thì cũng sẽ tặng cho các bạn một bài hát để thư giãn về trung thu ngay bây giờ. Rồi, vừa rồi chúng ta đã vừa được nghỉ giải lao chút xíu đúng không? Vẫn không quên là Trung Thu. À, có rất là nhiều video hay về Trung Thu sẽ chia sẻ với các bạn trong những ngày tới. À, còn bây giờ thì chúng ta sẽ quay trở lại cùng với chủ đề của buổi tối ngày hôm nay. Những cái từ vựng liên quan đến yêu nước, những cái bài nói chuyện truyền cảm hứng của những người mà đã ra đi để trở về, để cùng tự hào về niềm tự hào dân tộc Việt Nam. À, có một người ở trong lĩnh vực thời trang, đó chính là chị Betty Trần, một người cũng đã có rất là nhiều những cái thành tựu, ví dụ là những cái giải thưởng quốc tế được ghi nhận. Và Betty thì cũng đã quay trở lại Việt Nam cùng với cái những cái dự án của mình về đào tạo và giáo dục. À, Betty cũng có lời hứa với lại AlphaShop sẽ quay trở lại trong một ngày rất rất gần cùng với những cái dự án đặc biệt. Còn bây giờ chúng ta quay trở lại cùng với cái câu chuyện mà Betty Trần và cái cuộc sống ở Australia của Betty Trần sẽ, khi mà ra đi là để trở về ra sao. Welcome back to talk number two. Welcome back to the next section of the talk, where we talk a little bit about Betty's time in Australia. You moved to Perth, right, Betty? Yeah, I did. Initially, I came to Australia and lived in Sydney for about 4 years. I went to high school there in Sydney, and I remember at that time my mom was in Vietnam. My dad was in Western Australia and I was in Sydney, so the family was scattered everywhere. My mom had a second baby and I was so happy for her that she's remarried, and I love my stepdad. He's so wonderful to me, and I'm really grateful to him that bring me, that's, he's the reason why I'm also in Australia, and I'm really grateful for him. And I'm happy for my mom to find somebody so wonderful in her life now. And watching them, you know, together was so cute. So, at that time, I wanted to pursue the education in Sydney. So I decided to move there at the age of 14. I was also already learned how to be independent on my feet. You know, I would work as I would do anything that I could, you know, to earn the money and to be standing on my own feet. I remember I was working as a cleaner as well, Phoebe, at domestic airport, and I was working for a fast food chain at the time. You know, you do whatever you can in order to sustain yourself. At that time was the most significant moment in my life. Taught me so much about dream and hard work. And so I remember, you know, washing the table every single day, but there was this iconic moment just continue reminding me every single day, was watching that airplane departing, you know, to the sky. All my life I've never traveled anywhere but Australia. That my first trip ever. So I wanted to travel around the world, and I remember I vowed to myself, because my tear coming out as I washed the table. And I said to myself, one day I'm going to be on that plane and I'm going to travel everywhere around the world and I'll become successful. That came through 5 years later, a lot faster than I expected. But, you know, moment like that, it's really remind you of who you are, where you came from. And, you know, and I was so fortunate to have the education in Australia. But then later on, my mom moved to Perth because to be with my dad. And I said that, Mom, I will move back to Western Australia to be with the family and helping her, give her a helping hand. And that's why our family united, you know, in Perth. And
Perth become such a home and a place where I cherish many memories of my early start as an entrepreneur. And, you know, I'm very grateful to Western Australia because I think we have the best education there, we have the best beach, and we have the best people are very friendly and lovely there. So, you know, it's a different kind of a pace compared to Sydney, where everything's all in a rush and we're busy. Being in Western Australia, you feel calm. You feel that you can take things slower. You can, you know, have a moment to reflect. And that was what I did. And, you know, it's a great place to be creative, honestly. Vừa rồi thì đó là câu chuyện được chia sẻ bởi chị Betty Trần, cũng là một hành trình rất là dài để ra đi rồi để trở về. Và có những người cũng đạt được những bước đi rất là xa. Chúng ta có thể kể đến như là cô bạn Phạm Ngọc Phương Anh, Á hậu Việt Nam, cũng là một trong những người có thể đạt được mọi thứ thông qua những cái bước tiến nỗ lực của chính bản thân mình và có thể đi rất xa thông qua ngoại ngữ. Phương Anh được biết đến là một cái cô nàng có thể nói được hai tiếng, cả tiếng Anh và cả tiếng Pháp. Và ở phần tiếp theo, câu chuyện truyền cảm hứng tiếp theo mà tụi mình chia sẻ với các bạn sẽ là câu chuyện từ Phạm Ngọc Phương Anh. Và sau cái show này thì Phạm Ngọc Phương Anh và Phoebe cũng đã trở thành những người bạn, và sau đó thì Phương Anh cũng chính thức gia nhập IFO và trở thành một trong những cái người dẫn rất là thú vị trong series IELTS on the go, cùng đến với rất là nhiều trường đại học ở tại Thành phố Hồ Chí Minh. Còn bây giờ chúng ta sẽ cùng nghe Phương Anh chia sẻ câu chuyện về học tiếng Anh và học tiếng Pháp như thế nào nhé. Welcome back. We're going to talk about language learning journey. And Phương Anh is a great example to kind of show us how she acquired these foreign languages. So, Phương Anh, when you joined Miss Vietnam 2020, you did something for the talent section. Tell us a little bit about what you did. I did a presentation about the beauty of IELTS in Vietnamese and in French language. So you can do a lot of different tones for that competition round. And at first, my friend suggested me to sing because it's actually very easier to prepare. Like you only need to memorize the lyrics and then boom, you're on the stage and sing. But then the organization team told me that all of the presentations will be recorded and might be published on the internet. So I thought to myself, nope, I'm never going to do that. So I'm switching to a different kind of talent, which is to do a presentation in French and Vietnamese. And I chose the subject of IELTS because I think that this has always been a symbol of Vietnamese tradition, of Vietnamese woman, and I want to use this opportunity to embrace the femininity of Vietnamese people through the image of IELTS. Can you give us about a few seconds of a French demonstration of how you presented that IELTS in the competition? Le IELTS est l'un des symboles qui représente la féminité des femmes vietnamiennes. Et ça, c'est l'un des traits de la culture vietnamienne qui mérite la réussite de tout le monde. Et en même temps, il faut qu'on protège l'image de IELTS et il faut qu'on partage la beauté de ce symbole à tous nos amis internationaux. So you're fluent in both English and French. How did you learn both languages at the same time? Did you get confused? So I was studying French first at the age of 6 years old. And then I started to learn English since high school. And I think that it wasn't very difficult to switch from French to English because these two languages are from Latin, so they have a lot of similarities, especially in the vocabulary. And I actually, that's such a great thing for me when I started to learn English, because I can read books and I can see
the similarities in word, and then I would try to guess what this word means, so it's easier for me. What is hard is the pronunciation, because at first I was used to the French pronunciation. So when I switched to English, I didn't know about the stressing and the intonation. So like at the time I was speaking English in a very monotone way, and people would have a lot of difficulties in listening to what I was trying to say. So Phương Anh, what are you involved in right now, both in terms of your personal work, your future plans, as well as your current studies? What happens to Phương Anh's life, a day in the life at the moment? So right now, after the city lockdown, I am adjusting myself to this new situation. I'm starting to get busy with my work life as well, and I just started my second week at RMIT University as a master's student, and I am very looking forward to the chapters ahead. And apart from that, next year I will also join in an international beauty pageant, and it is Miss International, and it will occur in Japan. So I'm taking Japanese lessons right now, and it's very, very difficult. But I'm trying my best, and let's see how it goes. That's wonderful. And you changed a little bit, right? What you're studying as well. It went from information systems to now, I believe, that's global trade. Is that correct? Yes. I'm studying Master of Global Trade right now. And the reason why I chose this major, or the reason why I chose to have a master degree, is that first off, I want to show the... Well, first off, for myself, I feel that I want to specialize my knowledge and my expertise in another area of business. I already have some experiences in working in IT and working in the entertainment industry, thanks to the title. But now I want to expand my realm of knowledge by getting to know the trade industry within Vietnam. And I also think that having a master's degree will help me expand my connections, will help me have more opportunities to connect and to learn from other people who work in different industries. And I think with that, I will grow and become a better, a refined version of myself. And at the same time, since I am a beauty queen, and I find myself having the responsibility to represent a modern image of Vietnamese woman. We are so much more than just our appearances. We also have the inner beauty that comes from our community activities, that comes from our intellect. And I want to emphasize on the importance of education on the development of a person. And I want to encourage all the young girls, all the women, and all the people out there to pursue education because of all the benefits that education can give you. That's such a wonderful message, and I think it ties in so well with the topic of this episode, which is wherever you are, you can shine, and then, you know, in this situation, shine with Australia, right? You know, the Australian education system has definitely supported you significantly to becoming, you know, the confident, well-spoken person that you are today. And yes, a beauty pageant is a platform for us to kind of showcase the Vietnamese woman identity, right? The new Vietnamese woman identity. But with or without, you know, these opportunities, I'm sure you would continue in your daily life to actually showcase how a person who does well in this educational sphere would shine. And that's a beautiful thing to see. Thank you, Vivi. Vừa rồi thì chúng ta đã vừa đến một cái video tiếp theo cùng với Phạm Ngọc Phương Anh. Mình cùng với cả Team AFO cũng đang chờ đợi những cái kết quả trong cái lần mà Phương Anh sẽ sang Nhật và để thi cuộc thi Hoa Hậu. Hy vọng, rất là hy vọng, bởi vì là các bạn có thể thấy là bạn rất là tự tin khi mà giao tiếp, dù là câu hỏi trước đó là gì thì cũng không quan trọng. Quan trọng là tôi có thể chia sẻ được mọi thứ rất là tự tin và tự nhiên được bằng tiếng Anh hoặc là cả bằng tiếng Pháp nữa. Sao tôi Phương Anh, một thành viên rất là đáng yêu của AFA Shop. Khả năng nay nghỉ sớm, đúng rồi, hôm nay chúng ta mong là sẽ nghỉ sớm nha.
Còn bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với một cái video nữa, sẽ là một video mà của một người mà mình cũng rất là ngưỡng mộ, đó chính là anh Lý Quý Trung. Anh Lý Quý Trung, nếu mà các bạn biết đến Phở 24 thì cũng biết anh Lý Quý Trung nè. Và ngoài ra thì còn có cái chuỗi nhà hàng rất là lớn ở tại thành phố Hồ Chí Minh. Anh Lý Quý Trung có một người em là anh Lý Chánh, đang là phóng viên, biên tập viên thể thao của ngày xưa là làm ở đài truyền thành phố, mà bây giờ hình như anh hay bình luận ở bên kênh Ca Cộng. Đó, và xuất thân từ một gia đình mà bố anh Lý Quý Trung là nhà báo Chánh Trinh, là cái người mà là một trong những cái nhà báo rất là nổi tiếng, và đây cũng là một trong những cái người mà mình rất là ngưỡng mộ, bởi vì là đã là những người đầu tiên start up ở tại Việt Nam với cái chuỗi Phở 24. Và đối với những cái bạn mà đam mê về kinh doanh thì đây sẽ là cái video dành cho các bạn. Các bạn có thể thấy là mình đã tập hợp rất là nhiều những cái câu chuyện khác nhau, có thể là câu chuyện về nghệ thuật, có thể là câu chuyện về những cái người mà khởi nghiệp, và kể cả câu chuyện của những công dân toàn cầu giống như là chị Cát Thảo chẳng hạn. Còn bây giờ sẽ là câu chuyện của những người khởi nghiệp về business. Chúng ta sẽ cùng nghe anh Lý Quý Trung để chia sẻ trong phần tiếp theo của buổi tối ngày hôm nay. Cả lớp sẵn sàng, giấy, bút, học. Đó là Khánh Vy, còn bây giờ mình là Lý Quý Trung. You know, you were born in a family that did business, that ran restaurants, and then you came to Australia, and then you did everything from cleaning, you know, cleaning the house, cleaning toilets, serving tables, working in a bar, right? Yeah. You know, why decide to do all of those things, and Did your mom, you know, in Vietnamese, like, was she sot to see her son doing all of those? All the things you mentioned, like cleaning the toilet, you know, wait at the table, happened before I come to Australia. It happened when I started my career as a waiter, as a cleaner waiter at the hotel. And the reason I did that because I failed the university entrance, and I need to make money. I need to make a living, and I liked the fact that I was very independent. I earned the money and I built the dream, the ambition. So my parents or my relatives, you know, even my grandmother, everybody. I think they didn't say anything, but of course they were not very proud about my job, but I believe they proud at the fact that I was independent, and although I'm doing a very low job, but I had a big ambition, I had a dream, and that's more important. That's make my parents proud. Mm-hmm. Now, can you maybe tell us a little bit about your first startup? What was it like to start up that first thing that you did, and what age were you when you did that? I started my career as a waiter, as I mentioned, and I went to overseas to Australia to study, came back to Vietnam. Worked for somebody else as a deputy general manager of a factory, then a general manager of a hotel. But then, after 5 years working as a hotel manager, general manager, I found that I'm not an ideal manager because I don't follow rules. I don't like to follow rules. I don't like to to stick to all the principles, you know, to write a lot of reports to the board and to manage things according to the procedures. I like to break the rules. I like to go out of the box, you know, so I like to take risks. And that moment after 5 years, I realized I'm more suitable to do business on my own as an entrepreneur than a professional manager, as I always wanted, as I always dream of. But I realize I'm not that person. I'm an entrepreneur. Các bạn đã vừa đến với bài nói chuyện của tiến sĩ Lý Quý Trung về cái hành trình khởi nghiệp của mình. Ngày hôm nay thì chắc là tụi mình cũng sẽ cố gắng đi ngủ sớm hơn thường lệ một chút xíu.
đúng là chúng ta được nghỉ và chúng ta cần phải yêu bản thân mình hơn. Ngày mai là thứ mấy rồi ta? Hôm nay là ngày mùng 2 tháng 9 là thứ 6, ngày mai sẽ là mùng 3 tháng 9 là ngày thứ 7. Đó, cho nên là các bạn không phải đi học. Ủa nhưng mà nghe nói ngày mai các bạn có Giang Nguyễn vẫn phải lên trường đúng không? Là mình tại sao phải lên trường sớm vậy hả em? Ủa mà là thứ 7, anh tưởng là thứ 7 mọi người được nghỉ chứ đúng không nào? Ồ, màn hình khắp nơi luôn. Quá thích. Mình thấy mình ở khắp nơi luôn. Mai em còn phải tập trung trên trường nữa. Ủa vậy hả? Vi. Sinh BG1 nè. Tập dược tụ trường hả? Việc khai giảng, một năm học mới sắp bắt đầu rồi. Anh rung lắm luôn á, anh mong là tụi em bắt đầu năm học mới, nhưng mà cũng cố gắng dành ít thời gian buổi tối, ít nhất là vào khoảng được chừng nửa tiếng, một tiếng nha, vào khung giờ nào cũng được hết. Để cho đỡ nhớ nhau, để đỡ nhớ tinh thần học tập, hay là vẫn cố gắng duy trì nhóm ở trên nhóm Facebook Messenger, cũng như là nhóm Facebook Học IELTS Không Khó. Ok, còn bây giờ thì sắp 10 giờ rồi. Đỉnh quá Sop ơi, Trăng thật sự sắp 10 giờ tới nơi rồi, cố lên nào cả lớp ơi. Anh ta đã hát đi hả? Trời ơi, chưa gì mà đã hát rồi. Chưa hát đâu, còn sớm mà. Đúng không nào? Làm gì mà đã hát? Chúng ta sẽ cùng nghỉ giải lao trong giây lát và chúng ta sẽ cùng nghe lại một cái bài cũng ở trong mùa 7, đó là bài Việt Nam ơi đánh bay Covid. Chúng ta đừng quên là mới cách đây một năm thôi, chúng ta đã phải rất là khó khăn để vượt qua một cái giai đoạn mà cả thế giới, cả Việt Nam ở trong một trạng thái cực kỳ đặc biệt. Tất cả bị phong tỏa, tất cả bị quarantine. Đó, và với cái giai đoạn đặc biệt đó, chúng ta cũng đã vượt qua bằng cách là chúng ta học online nhiều hơn. Mình biết là các bạn học cấp 2, cấp 3 cũng đã mất đi mấy năm không có được nhiều cái giao tiếp ở trong trường học. Cho nên là các bạn sẽ quay trở lại trường học với một cái khí thế mới. Cố gắng nha, tự tin vào giao tiếp thật là nhiều đi nhiều hơn nữa. Và anh nghe nói là cái nhóm Học IELTS Không Khó cũng đang chuẩn bị rục rịch những hoạt động debate. Anh thấy đêm qua các bạn nói chuyện với nhau cả đêm về cái việc là sẽ debate cái chủ đề gì, rất là hay. Anh đang looking forward to it. Các bạn hãy chia sẻ với anh cái video, anh sẽ xem cái đoạn nào hay ho thú vị sẽ quăng lên livestream để cho mọi người xem những cái phần debate của những thành viên trong lớp học. Thì đó cũng chính là mục đích mà anh mong muốn, là không chỉ thông qua những video của chương trình, những cái tập mà chương trình sản xuất, những cái tập Musketeer, những cái tập chính full show, đâu đó sẽ còn rất là nhiều những cái tinh thần học tập rất đáng được trân trọng để được lan tỏa như vậy nữa. Đó. Ồ, các bạn cũng tôi học online toàn bộ ăn snack. Không biết bữa nay đứa nào trực ha. Sao nãy giờ toàn chia sẻ về chuyện ăn uống rồi vậy. Anh đang dặn dò những cây muối của trường. Mic rèm một chút à. Nhiều khi nó bị chắc phải nâng cấp máy. Nhiều khi các bạn thấy có nhiều lỗi chỗ nào chỗ kia. Cho nên là anh sẽ cố gắng khắc phục ha. Mít hết rè rồi à, dễ thương quá, cảm ơn tụi em. Phá cho bịch bánh quy đi. Chúng ta sẽ nghe bản Việt Nam ơi đánh bay Covid, một cái bản mà cũng được thực hiện ở tại studio của Apeshop. Và mình có thể hát cùng với nhau trong cái niềm tự hào Việt Nam, trong ngày Tết độc lập của Việt Nam. Mình cũng vẫn đang rất là tự hào bởi vì mình vẫn đang học bài trong giờ này đúng không ạ? Và hãy cùng nghỉ giây lao trong đôi giây lát để lắng nghe một cái bài mà mình nghĩ rất là hay từ Apeshop. Mới một cái phiên bản mới, phiên bản lần đầu tiên exclusive ở trong show. Và phiên bản này còn được đánh bởi cái anh đánh kèn này tên gọi là gì? Cái kèn này gọi là cái kèn gì quên mất rồi. Tự nhiên quên luôn á, não đóng băng luôn á, biết làm sao giờ. Cuộc sống đang tươi xanh thì bỗng có Covid. Dân ta lao đao rồi đi ra đi vào lòng lo lắng rất xa. Bình tĩnh luôn giữa tay, vệ sinh kỹ khắp nơi ở quanh mình. Và giữ ý thức nhà, vượt qua gian khó Việt Nam. Đừng share chuyện sai trên Facebook, phải đeo khẩu trang cho đúng lúc. Đừng kỳ thị ai văn minh vì dân lành mình. Kẻ thù nào ta không chiến thắng, triệu người ngày đêm đang cố gắng. Một vòng tay nói trọn Việt Nam, yêu thương quốc
tan cay, hòa trong tiếng trẻ thơ đùa vui cười. Và nắng trên lá reo, ngày xanh tươi một Việt Nam sáng tươi. Từ nơi đồng xanh thơm hương lúa, về nơi nhà cao xe sang phố, hòa một niềm tin reo ca ê ô ê ô. Từ nơi đảo xa mênh mông sông, về nơi đồi cao bay mây trắng, một vòng tay nơi trọn Việt Nam. Bao la đất trời, quê hương xanh ngời, xòe tay đón năm mai cười trong mắt. Bao nhiêu con người chung tay xây đời, niềm tin nơi một Việt Nam sáng tươi. Việt Nam ơi, Việt Nam ơi, các bạn thấy thế nào, có hay không ạ? Cái bài này đặc biệt ở một chỗ, đó chính là ban nhạc chơi live hoàn toàn luôn. Các bạn có thể thấy là Ken Bassoon được chơi live ở tại chỗ luôn nè, rồi Minh Quân cũng hát live nè, các bạn Minh Xuân cũng hát live nè, Cajon cũng là live hoàn toàn nè, và ngoài ra thì còn có Tùng đánh guitar cũng là hoàn toàn live luôn. Cho nên là shout out đến cái màn rất là cháy như vậy. Ủa, Giang Nguyễn vẫn còn bị bệnh hả em? Em muốn cái đàn Taylor lắm. Anh đàn hay lắm luôn, rất là cháy. Đó, hy vọng rằng chúng ta trân quý hơn những cái khoảnh khắc mình tự do trong hiện tại. Đúng không? Bởi vì sự tự do, mình muốn đi đâu mình đi thì là một cái thứ rất là thích. Năm ngoái mình đâu có được đi tự do đâu. Mình bị cái lệnh giãn cách xã hội nó làm cho cuộc sống khó khăn hơn rất là nhiều. Cho nên năm nay, viva cái sự tự do luôn, viva freedom. Và nói vậy là để an ủi những bé nào mà vẫn đang theo dõi chương trình vì lý do là chưa có người yêu á, cho nên là mình tự huyễn hoặc với nhau là tôi đang tự do đó. Thôi không sao, bây giờ các bạn đang đến với phần 2 của chương trình. À, không phải phần 2, đây là phần 3 rồi. Và phần 3 này là phần cuối. Chúng ta sẽ không có một bài speech nào hết trong phần cuối của ngày hôm nay, nhưng mà sẽ là những nhân vật của IFO ở trong gia đình nho nhỏ của IFO truyền cảm hứng đến các bạn và chính đến bản thân chính mỗi người chúng tôi nữa. Vừa rồi thì các bạn đã được gặp Sơn Sirius rồi, bây giờ thì các bạn sẽ được gặp một nhân vật khác nữa, cũng là một người bạn rất là đáng yêu, tên là Tùng Sơn. Tùng Sơn quê ở Thái Bình, cùng quê với Andy. Đó, tối ngày hôm nay giới thiệu rất là nhiều gương mặt của gia đình IFO rồi. Andy, rồi Tùng Sơn. Tùng Sơn là một video editor và bạn ngày xưa thì học ở trường Đại học Kinh tế Quốc dân Hà Nội, tuy nhiên là quyết định là sang Úc để học về ngành truyền thông, marketing. Và sau đó thì bạn có một cái thời gian làm việc với IFO trong suốt một mùa hè, sau đó thì kéo sang luôn mùa thu, và cũng đã chia sẻ rất là nhiều những cái cảm hứng của mình, không chỉ là một người video editor, một người videography, làm videography, gọi là videographer, đó gọi là một người đạo diễn hình ảnh, và cũng là một người rất là thích công nghệ, thích máy móc các thứ, và cũng có tư duy rất là thú vị. Hy vọng một ngày nào đó thì mình sẽ có cơ hội để chia sẻ với các bạn nhiều hơn những cái kiến thức từ Tùng Sơn. Nhưng mà bây giờ thì sẽ là một cái video mà Sơn sẽ dạy cho các bạn những cái từ vựng liên quan đến chủ đề về môi trường. Rất là thú vị nha. Và video này Sơn tự làm, tự edit, và khi mà mình ra cái đề bài là Sơn bây giờ làm một cái video để em giới thiệu về bản thân em, cũng như là giới thiệu về những cái từ vựng ở trong vai trò là một người chia sẻ, một người editor thì sẽ như thế nào. Sơn làm cái video này. Đó, đây là shout out đến các bạn mà đang làm video editor bây giờ cũng nên làm video như vậy. Sơn Serious nghe rồi nha em. Xin chào các bạn, mình là video editor của IELTS Face Off. It's lit. Yeah, là mình edit đấy. Vì mùa 4 của IELTS Face Off chưa đến và sắp đến thôi, nên là hiện tại mình đang vô công rồi nghề. Thế nên là các anh chị bảo mình là mình làm một cái video để hướng dẫn các bạn học từ vựng tiếng Anh, English. Và video này mình cảm thấy rất thân hạnh được hướng dẫn các bạn từ vựng tiếng Anh của một chủ đề vô cùng đặc biệt và một dịp rất rất đặc biệt, đó là Earth Hour. Các bạn biết Earth, mình sẽ thè cái lưỡi này. Earth Hour. Yeah. Các bạn có biết Earth Hour là gì không đấy? Earth Hour tên Việt là giờ trái đất, là một sự kiện quốc tế hàng năm do Quỹ Quốc tế Bảo vệ Thiên nhiên tổ chức nhằm kêu gọi các hộ gia đình và các cơ sở kinh doanh tắt những thiết bị điện không cần thiết trong giờ sinh hoạt từ lúc 8:30 đến 9:30 ngày thứ bảy cuối cùng của tháng 3. Sự kiện này được tổ chức 12 năm rồi và đã có hơn 1 tỷ người tham gia với 4.000 thành phố và hàng trăm quốc gia trên thế giới. Mục đích của sự kiện này nhằm đề cao việc tiết kiệm điện năng và làm giảm lượng khí thải dioxide carbon ra môi trường. Dioxide carbon là một khí gây hiệu ứng nhà kính đó thưa các bạn. Và bởi vì đây là video về Earth Hour
nên là mình phải làm gương cho các bạn. Mình sẽ tắt điện đi. Ôi, thế này thì vẫn chưa tiết kiệm điện. Vâng, thưa các bạn, vào video giờ trái đất đặc biệt này, chúng ta sẽ học từ mới dưới một cây nến. Chào mừng các bạn đã đến với IELTS Face Off, số học từ mới rất đặc biệt, chủ đề Earth Hour. Mình có một cái phong bì ở đây, confidential, tuyệt mật. Face Off, IELTS. Và đây là những từ mới của chúng ta ngày hôm nay. Các bạn có nhìn thấy những từ mới của chúng ta không? Không. Không. Các bạn không thể nhìn thấy các từ mới chúng ta được, bởi vì những từ mới này được viết bằng một loại mực đặc biệt. Cách duy nhất để chúng ta có thể học được những từ mới này đó là bằng cách hơ trên ngọn nến này và những từ vựng sẽ xuất hiện. Chúng ta cùng bắt đầu các bạn nhé. Các bạn phải rất là bình tĩnh nhé. Các bạn hơ hết sức là cẩn thận, từ từ để cái từ nó hiện ra. Đấy, từ từ thôi. Cảm nhận hơi nóng. Xem chữ nó hiện ra sắp chưa. Phải kiên nhẫn các bạn ạ. Muốn nào? Ôi. Bỏ từ đấy đi, mình bỏ từ đấy đi. Ui, nó hiện. Vâng, từ đầu tiên của chúng ta đây. Atmospheric. Cái từ này là một tính từ mà nói về cái gì đó mà thuộc về bầu khí quyển của trái đất. Ocean are playing a very vital role in maintaining the atmospheric balance of the earth. Những cái ví dụ đây là các bạn phải tự dịch các bạn nhé, để các bạn có thể tự học. Mình sẽ không làm sắp đâu. Các bạn biết là làm sắp rất mất thời gian nhé. Nên mà nếu mà các bạn thấy cái video nào ấy mà nó có sắp là các bạn phải like và share ngay, bởi vì làm cái đấy rất rất mất thời gian. Atmospheric. Ấu. Từ số 2. Nó bắt đầu hiện ra rồi này. Giống... Vẫn cứu vãn được. Mọi chuyện sẽ ổn các bạn. Nhẹ mình bảo vậy mà. Mọi thứ rồi sẽ ổn thôi. Số 2. Greenhouse gas. Thì greenhouse gas là cái khí ga mà nó làm tạo nên cái hiệu ứng nhà kính. Ví dụ như khi các bạn chặt cây này, thì cây nó sẽ phát ra khí carbon, cây chết sẽ phát ra khí carbon lên không khí. Hoặc là khi mà không có cây để hấp thụ khí carbon, thì khí carbon nó sẽ bay lên không khí. Thì khí carbon là một trong những cái greenhouse gas, thì khí carbon nó sẽ tụ lại trên bầu khí quyển nhỏ. Thế nên là lúc mà mặt trời nó chiếu ánh sáng xuống trái đất, nó sẽ giữ nhiệt lại trên bầu khí quyển và nó làm cho trái đất nó nóng lên, băng tan thành hai cực, biến đổi khí hậu. Đây, gì đây? Climate change, biến đổi khí hậu. Ví dụ, climate change occurs when Earth's climate system results in new weather patterns that last for at least a few decades or even millions of years. Climate change. Fossil fuels. Fossil fuel là nhiên liệu hóa thạch. Thì các bạn ý là có chữ L cuối mình phải. Fossil fuel. Uốn cái lưỡi lên. Fossil fuel. Nhiên liệu hóa thạch. Conservation là tiết kiệm nhiên liệu. Như ví dụ, over 180 countries take part in Earth Hour, which is an amazing global conservation movement. Ok, từ tiếp theo. Lên là lên luôn. Intensify là cái gì đấy, bạn nhấn mạnh lên, bạn làm cho nó mãnh liệt lên, bạn làm một cách quyết tâm, một cách nồng nhiệt, một cách không trì hoãn. Ví dụ, Hà Nội will intensify the battle against air pollution. Intensify. Trời ơi, còn mấy từ nữa này. À, còn 4 từ thôi. Bình tĩnh, hết sức bình tĩnh. Gì đây? Verbal cái gì này? Irreversible có nghĩa là không thể đảo ngược, không thể cứu vãn, không còn phương án nào khác. Giống như cái tờ giấy này vậy, bạn đã đốt rồi, bạn không thể nào mà hồi nó lại được nguyên trạng. Đấy chính là ý nghĩa của từ irreversible. Lấy ví dụ đấy là the effect
deforestation is grave, but it is not irreversible. Whew, hoàn hảo. Extinct. Extinct. Bị tuyệt chủng. Bị tuyệt chủng. Ví dụ như là 6,000 rainforest species go extinct each year. Sustainable. Oh, từ đấy rất là hay luôn. Sustainable. Sustainable. Sustainable nghĩa là các bạn duy trì một cái gì đó một cách dài hạn. Những cái sustainable energy có nghĩa là những cái năng lượng mình có thể sử dụng trong lâu dài được. Thay vì như là mình sử dụng năng lượng là fossil fuel, thì khi mà mình đào hết fossil fuel từ dưới đất lên rồi thì mình làm gì còn năng lượng mình dùng, đúng không? Thì những cái như là những cái sustainable energy, đó là solar energy chẳng hạn, năng lượng mặt trời, wind energy, năng lượng gió, tidal energy, năng lượng sóng, năng lượng sóng ngoài biển đó các bạn. Đó cũng là một dạng năng lượng có thể tạo ra điện được. Chỉ còn hai từ. Earth hour là một dịp rất là đặc biệt. Các bạn nhớ tắt điện nha. Và dùng nến để chơi những trò này như mình này. Như đây. Discharge. Discharge. Discharge như là kiểu là bạn thải ra cái gì đó. Discharge hay đi với từ into. Industrial plants discharge highly toxic material into rivers. So we must stop them. We must stop them. Từ cuối cùng. Oh, okay. Từ này mình vừa nói rồi. Deforestation. Deforestation. Hành động chặt phá rừng. For example, deforestation is clearing Earth's forest on a massive scale. Irreversible. Conservation. Conservation. Discharge. Sustainable. Sustainable. Oh. Ok, video hôm nay đến đây là hết. Và dù mình chỉ là một video editor thôi, nhưng mà mình vẫn rất muốn bảo vệ trái đất. Bởi vì mình muốn con cháu mình sau này có không gian sống để có thể tồn tại được, để mà xem video mình làm, các bạn hiểu không? Nên chúng ta bảo vệ môi trường để cho thế hệ tương lai của chúng ta. Những cái suy nghĩ này nó rất là deep, nhưng mà nó thực sự là vậy. Chúng ta cần phải tiết kiệm điện, tiết kiệm nhiên liệu, bảo vệ môi trường, bảo vệ trái đất vì tương lai của thế giới. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video mình edit tiếp theo. Và các bạn đừng quên là IELTS Faceout đang tìm kiếm 25 bạn xuất sắc nhất để thi Voice of the Week cho Season 4. Nên là các bạn đừng bỏ lỡ cơ hội tuyệt vời này nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Bye bye. Bình tĩnh nha các bạn, rất là bình tĩnh thôi. Rất bình tĩnh. Các bạn thấy Tùng Sơn như thế nào? Rất là đáng dễ thương đúng không? Mình nói tay thật là lớn nhận dành cho Tùng Sơn. Rất là đáng yêu. Video này để cho mọi người thấy được đằng sau một cái channel IELTS Faceout thì nó cũng có rất là nhiều con người thú vị đúng không nào? Và mỗi người có thể làm tốt cái vai trò của mình ở trong rất là nhiều những cái vai trò khác nhau. Tùng Sơn có thể là một video producer, bạn nó có thể là một người kể chuyện cũng rất là thú vị. Ngày xưa nó có làm một cái kênh YouTube riêng mà giờ nó bận quá nó không làm được nữa, nhưng mà sắp tới thì cái chuyến xe Alambus của mình và những bạn thành viên của FO, thành viên nòng cốt của FO như là Sơn Sirius, Vân Quang, Diệu Thúy và Tùng Sơn, chúng ta sẽ gặp lại nhau ở trong những cái chuyến đi sắp tới. Và hy vọng rằng những cái bạn fan ở khắp mọi miền thì cũng sẽ có cơ hội được tham gia vào cái trip đi này của tụi mình. Ai cũng có thể làm rất là nhiều những cái vai trò khác nhau. Ví dụ như là buổi tối mình về nhà thì mình vẫn không quên với nhiệm vụ của mình là một showrunner, hay còn gọi là một senior producer, tức là nhà sản xuất truyền hình á. Bây giờ thì nó là sản xuất đa phương tiện rồi, vẫn có cơ hội được lên sóng với mọi người mỗi buổi tối, rồi vẫn nói chuyện được với các bạn khán giả buổi sáng. Thì mình sẽ làm những cái công việc khác, ví dụ là công việc của một người dẫn chương trình truyền hình đó. Ví dụ như là các bạn sẽ thấy mình trong buổi sáng ngày hôm nay thì nó sẽ xuất hiện như thế này đó. Chào mừng ngày Quốc khánh mùng 2 tháng 9, mình với lại chị Hồng Quyên sẽ sáng nay vừa mới xuất hiện để dẫn bản tin buổi sáng, chia sẻ về những cái cảm xúc của ngày lễ mùng 2 tháng 9.
Đó là một cái công việc buổi sáng đó, còn cho đến buổi chiều thì mình sẽ làm những công việc khác nữa. Một ngày mình có tới 24 tiếng mà, đúng không? Chúng ta sẽ có rất là nhiều cơ hội để có thể làm được nhiều cuộc sống khác nhau, làm được nhiều công việc khác nhau. Mình rất là vui khi mà mỗi buổi tối là được cùng với các bạn học hành, cùng với các bạn xem qua những cái video, cùng được truyền cảm hứng và nghe những cái vui buồn của các bạn. Biết là ngày mai các bạn cũng quay trở lại trường học nè, rồi biết được ngày mai các bạn cũng đang chuẩn bị bước vào một cái chặng mới ở trong cái cuộc chạy đua mỗi một năm, đúng không? Rất là nhiều những cái áp lực khác nhau, nhưng mà mình cũng rất là biết ơn mọi người, bởi vì là đã cùng với mình tạo nên một cái life culture, một cái văn hóa sống mới khi mà chúng ta học và được thông qua cả những cái sản phẩm như các bạn đang theo dõi ở trên màn hình YouTube này nữa. Anh có nghỉ trưa không ạ? Anh cũng không nghỉ trưa nhiều lắm. Ok, còn bây giờ thì hy vọng rằng Sơn CODS cũng sẽ nối tiếp để có được những cái video Kelly và mặn mò như vậy nữa, để nối tiếp tình cái gọi là truyền thống của nhà Apple là những ai tên Sơn này đều rất là mạnh và rất là đáng yêu, cũng như là edit video giỏi. Sơn CODS thì là một bạn học về ngôn ngữ Anh của trường Học viện Ngoại giao đó, còn bạn Tùng Sơn đó thì lại là một Uosui á. Tên của nó dễ thương lắm. Ví dụ anh lúc đầu hỏi là tên của em là gì, xong rồi nó trả lời là em tên là Uosui. Sui nè. Đó. Đây Uosui viết nhỏ nhỏ như vậy nè. Ủa đâu rồi? Đây nè. Đó. Ủa thiếu chữ Y. Đó, các bạn thấy không? Đó, đây là nick Instagram của Tùng Sơn là Uosui. Khi mà nhìn ngược lại thì nó sẽ là chữ này nè bạn. Đó. I am Sơn. Đó, rất là sáng tạo luôn. Và cậu này cũng là một trong những người mà mình rất là tự hào ở trong team của IFO. Và một người nữa mình cũng rất là tự hào, và trong con mắt của Tùng của Sơn Sirius thì con người này như thế nào. Nó sẽ cùng đến một cái video được edit bởi Sơn Sirius, cùng nhìn lại những khoảnh khắc của một nhân vật mà cả nhà IFO cũng rất là tự hào khi mà có bạn ở trong team, đó chính là Khánh Vy. Bật mí với các bạn, cái quán phở vừa rồi là quán phở của nhà Thanh Vân ở tại Quảng Trị nha mọi người. Chị ơi, làm như thế nào để cân bằng được giữa tình yêu và bạn thân đây? Bạn thân em nó có người yêu mà nó suốt ngày đi chơi với người yêu, nó bỏ em thì mà em tức khó chịu luôn. I want to wake up every morning staring at your stage. Wow. Hey baby, I want to go shopping a little bit. Can you go with me? And then you ditch your best friend. Of course. Này, clip này thì Team IELTS Face Off đã giao cho mình một nhiệm vụ, đó là mình sẽ phải dùng số lạ và gọi điện cho Thảo Tâm ở Sài Gòn và giả vờ là mình là một khán giả để xem là Thảo Tâm sẽ nói như thế nào nhá. Bắt đầu. Trời ơi, mình nghi ngờ là nó không bắt máy cho mà coi, bởi vì là kiểu số lạ ấy. Few inches later. Alo, anh Bình Gôn đây, khỏe không ạ? Anh ơi. Em là em, anh Mạnh, đi dạo này anh có khỏe không ạ? Vẫn thế. À, dạ, đó có phải là số Thảo Tâm không ạ? Dạ đúng rồi. À dạ, à, mình là một khán giả của IELTS Face Off á, mình xin được cái số của bạn. Thôi, dạ có gì đâu, có việc gì không ạ? Mình chỉ có điện đi, nói là mình rất là thích cái cách bạn dẫn thôi. Ờ, mà Thảo Tâm đã dẫn ở đó lâu chưa ta? Hả?
xưa. Nhưng mà hiện tại mình đang ở trong lớp học á, cho nên là với lại cả mình cũng thường không có liên lạc với lại người lạ bằng số điện thoại. Dù gì cũng rất là cảm ơn bạn nha. Ừ, cảm ơn cậu nhá. Ừ, bạn Khánh Vy đừng có làm như vậy. Cậu ra ngoài lớp một tí nào, cho tớ xin 2 phút với nào. Trời, sắp break rồi trời. Không có sao không? Hay là từ đang học đúng không? Ừ, đang học, nhưng mà từ sẽ xong rồi. À, ok. Sắp break rồi. Sắp break thì cứ nói được không? Hay là lát nữa? Ừ, gần Tết đến xuân về rồi. Mày có lời gửi gì chúc mừng năm mới chị không? À vậy hả? Năm nay em chúc chị đừng có hù em như vậy. Em chúc mừng thật sự luôn. Đang học cái gì đấy? Em đang học lớp phim trong trường. What? Lớp cái gì cơ? Lớp phim. Học lớp phim mà là học cái gì đấy? Là học làm phim á chị. Học làm phim? Lớp phim thì người ta sẽ học về phim á. Thế giờ này mày làm producer phim à? Em cũng không biết nữa, cũng có khi á. Nhớ cân nhắc cho chị vào vai cameo nhá. Không, em cho chị làm vai chính rồi. Không, chị có biết diễn là mỏng mỏng thôi nha. Well, I'm Billboard USA. Yeah, I'm so excited to show you guys, even though there may be some flaws, but hope you guys enjoy it. All right, stand up. Okay, stand up. Just stand with me. Okay. Let's go. I'm not really sure if I can handle this, but okay. You go, girl. I have faith in you. Oh, filling with the music. Sure, the mag, get what is, what does, what is, what is it? Look at the better way, reach the star, you think the thing you really want to get up. Chip shop, hands to watch, you live it a humble, live it a cautious, some of it to let real kick off. It's good again, no, you can't copy up. Bad moonwalking, this here is a party. My past has been on Broadway, and we did it real with grown music. I shed my skin, I put my bones into everything I record, so when, and yet I've all let the stage light go and shine on down. Got the ball, burp. Cause you get my twinkle and my staff. Money, stay my craft. Stick around for those pounds, but I do that to pass the torch and put on for my time. Trust me, on my I-N-D-E-P-E-N-D-E-N-T shit hustler. Chasing dreams as I was 14 with the floor track. Busting halfway across the city with the backpack. Fat cat crushing. Labels out here, now they can't tell me nothing. You give that to the people, spread it across the country. Labels out here, now they can't tell me nothing. You give that to the people, spread it across the country. Woohoo! Oh, thank you so much. You're good. You're high good. Five. Thank you. It's really a little bit embarrassing, but. Woo! Looking go for it, don't leave me hanging. Do you
lâu. สวัสดีค่ะนักไหลชักเกลือมาเลยนะเซิร์เกลือติ่งไก่รับสากว่าจะดีสวัสดีค่ะกระชายน้องสมันเนอร์กิสเซนทรายสิคือมาตัวสิคือมาซ้ายมาเตอร์มาเซิร์กันเนอร์เนี่ยขวัดร่างกระชันมาเตอร์ฮัลโหลสวัสดีค่ะคอยสานิกับเดย์คาราสมัยกระดาษแดงเนยสักกับชอมนายกับซีแหลงกระไรสองชิ้นกระดาษกระไรนายตอกไก่ติ่งสายหลอกทิ้งกระดาษแคร์เดย์สิคือมาเตอร์跟中楼啊，大家大家好，是人道吗？是人道第几科？是人道好话笑讲，没品格是人道不？为人制造逛桥鼠，没品格是人道不？无视人类鄙视，没面子好人道话是人道没品格，是人道吗？是皇上怒光，没冠旗，性格是人可可难搞，是一刀有本的中楼，嗯。大家好，是人的不游戏格，是人的是好人的。你看，游戏人的喜欢是好人的，偶人死吧。这是人的，你看是人的游戏。啊，平安喽。안녕하세요청소년들부끄러운나속으로지금만하루남았어서근데아주그런데요네 지금비그만놓고쓰면죽고난데그죽고난부끄러운데였어죽고난데Hello. 안녕하세요저는홍은인데같이어제가뭐였는지모르겠는데봐주고나막핑땡아땡아인러우 It's version of redesignation or in a vertical of a spiral it can have redesign like a spiral show it's like an show it's vertical of a dress everything is vertical of a dress it's a vertical of a dress it's all like this it's all like that but it's version of in a cavity because they can have portioners and a spiral like for you guys I'm low a spiral stand for the whole period of life and it's not just likeSpiritual brain characteristic, you know, we just stay still, we can't really stay, she just always sucks. Các bạn thấy đấy, sau hơn 2 năm, gần 3 năm rồi thì mình xem lại clip, mình rất là ngại và mình không thể làm như trước nữa. Nhưng mà đây cũng là một kỷ niệm rất là đẹp và đây cũng chính là cái góc mình đã quay clip đấy. Và tuy là nó không còn vui như trước nữa và chắc là cũng không còn hot nữa nhưng mà cũng cảm thấy một kỷ niệm rất là vui. Và cảm ơn mọi người đã dành quan tâm theo dõi.Cô đáng yêu đúng không? Quá đúng không mọi người? Rõ ràng là chúng ta thấy đôi khi cái nguồn năng lượng tích cực đó nó đến từ những điều rất là giản dị. Và đối với trường hợp của Khánh Vy thì một cái video đôi khi cũng là điểm khởi đầu của bạn, nhưng mà nó là một cái điểm khởi đầu đầy nội lực.Bởi vì để có thể mimic, tức là để bắt chước được những cái accent theo đúng kiểu của người Hàn Quốc, của người Thái Lan, rồi của người Nhật Bản, rồi của người Trung Quốc, đó, rồi nói tiếng Anh nữa. Cái accent, cái tinh thần nó cực kỳ quan trọng luôn. Và mình nghĩ là có thể lúc mà Vy nói cái đó, Vy chưa bao giờ sang cái nước đó đâu. Nhưng mà cái sự tưởng tượng đưa cho bạn nó đi xa. Và bây giờ thì cổ đi New York, cổ đi rất là nhiều chỗ và cổ có một cái sự nghiệp rất là tươi sáng với rất là nhiều những...cái giá trị có thể đạt được cho bản thân mình vừa rồi là một cái video chúng ta có thể thấy là thông qua góc nhìn của Sơn Sirius thì Khánh Vy như nào Sơn nói edit cái video đó sao to Sơn và bây giờ thì để xem nào chúng ta sẽ còn nội dung gì để chia sẻ với mọi người nữa hay không ta tranh thủ vào nói chuyện với mọi người một chút busy cho tụi em bắt đầu bận hơn nhiều lắm rồi đúng không bây giờ thấy là bận rồi đúng khôngKhôngcó vào xem được sớm nữa. Cả nhà hợp trong ghê. Bây giờ Vivian Lee vẫn còn vào. Add nhầm I love you nha. Add nhánh là I love you nha. Ủa nhánh sao? Để coi. Xin số chị Tâm. Chị cho em số, xin số chị Tâm. Gặp lại Khánh Vy. Mấy nữa tôi sẽ gặp lại Khánh Vy. Hy vọng là tụi mình sẽ có nhiều những cái video thú vị nữa. Và chắc là không biết Vy nó có rảnh được lâu lâu không. Chắc là sẽ phải nói chuyện để...xem có được lâu lâu không nha còn bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với cái video này lại một lần nữa để cho không khí rộn ràng sắp trung thu rồi góc kiểm tra bài cũ một từ
lát ha. Rồi, bây giờ thì chúng sẽ đến một cái video cuối cùng của ngày hôm nay. Nếu mà các bạn không có cái đi du lịch thì chúng ta sẽ đi du lịch cùng với nhau qua màn ảnh nhỏ, và chúng ta sẽ đến với show cuối cùng buổi tối ngày hôm nay là show Follow Us. Trong tối ngày hôm nay thì Follow Us sẽ đi phượt cùng với Dustin và Khánh Vy, lại tiếp tục là Khánh Vy nữa. Và chúng ta sẽ có rất là nhiều những cái từ vựng hay ho của về traveling. Nếu mà các bạn gặp những cái chủ đề liên quan đến traveling thì sẽ có được những cái từ vựng rất là hữu ích. Đó, bây giờ thì những cái bạn lớp phó của lớp mới chuẩn bị hoạt động tích cực một lần cuối cùng trước khi mình đi ngủ nha. Follow Us và chủ đề phượt. Sunscreen? V, you can see I'm a little busy. Find it yourself. I couldn't go out without sunscreen. Are you serious? V, look, yes. Here. Did you look in here? Yeah. Sunscreen, V, oi! So sorry. All right, we are packing our stuff to Ba Vi, which is the outskirts of Hanoi, and we are gonna have a road trip. Yes. So we have lots of interesting stuff in store for us today. So come follow us. Let's do this. V, what did you pack? Okay, I have prepared a lot of things for us. Yeah, I see that. Sweet cake, to be happy. To be happy. Kind of tissues to be clean. Glasses to be fashionable. Sunglasses. Oh right. My God, Vicky. Raincoat to be romantic, dancing in the rain. You serious for romantic? So yes. We're gonna be wearing this together then, right? Yeah, and take pictures, that's cool. But V, you know, you have a lot of stuff. I thought, like for food, I thought we were just gonna wing it. We were just gonna stop by and see what we can find. I think your idea is kind of, okay. Okay, but you already bought it. It's okay, we can eat it on the road trip. Okay, so to wing something is to maybe like chance it. You just don't really know exactly what's gonna happen, so you're just gonna wing it, see what happens. Oh, one more thing. Medicines to be healthy. I have to brace ourselves for the treat. So wing it. To wing it is referring to do something without any planning and expect maybe a good result. So for example, you have a big test tomorrow and you didn't study. You're just gonna wing it. Or another example, say you're going to go on a picnic with friends and you don't have any food. So you're just like, we'll wing it. We'll just find some food on the way. Wing it. You know, because we talked about, okay, maybe doing something, getting off the beaten path, maybe getting a little dirty. You said you were game for it. Game for it? What do you mean? So to be game for something means to be like excited to do something. You want to do something. You've accepted to do it. So you're not really game for it because you're so hygienic. You need to be clean. Hey. You need to get dirty. Hey, you hey. Will need it on the trip. I don't me. Care. You need to get dirty. You need to be a man today, remember? Don't you see that I'm bracing ourselves? Just, Okay. So V is, she's trying to brace herself for the day. So when she's trying to brace herself, she's trying to get ready to make sure everything will be okay. But V is a little high maintenance, so she needs to brace herself quite a bit because look what? At that face. Look at that face. Why are you always difficult complaining fit. About me? This is gonna be a long, long day. I know, but I'm gonna be really excited about this. Oh my God, I'm not sure if I actually want to go with you now, V. You bought 2 bars of soap. But who does that? That will work. No one buys 2 that bars of soap work. To drive a motorbike. That will work. V.
So to be game for something, something you're ready for or you want to do. So for example, my best friend says, hey Dustin, let's go traveling to Vietnam. I'm like, yeah, I'm game for it. Or I'm game. I'm ready. I want to do it. So before we kick off, Dustin will tell you a little bit about road trip. Yes, so a road trip. You have a road and you have a trip, so you can kind of put them together. So you're traveling on the road. So you can use some sort of vehicle, you can use a car, you can use a motorbike. So one destination to another destination, a road trip. Yes. So like what Dustin have just said, we couldn't go without a motorbike, right? Yes, because a motorbike, it's key, it's essential, it's the first priority. If we don't have, we're not going to be walking because walking's not a road trip. But today, we have an action-packed day. Yes, motorbike is our companion, right? It is your companion, but I'm your companion. Maybe the motorbike, you need the motorbike, but I don't need you. And I know that a lot of Americans, to them, safety is the first priority. Yes, because safety is so important. So we need a helmet, just if we fall and then our head hits the ground and our brain splatters. No, Justin, please. So wear a helmet. Stop. We should wear glasses, but with glasses, something gets in your eye and you go blind, you can't see anymore. Or V, if she gets a little piece of dirt or dust, she's going to complain the entire time, so... You are the one that always complaining. I don't complain. V's the complainer. Let's go. Okay. V, I'm not anymore. So when we do this, don't complain, don't talk. Okay? We're doing a road trip. So no talking. Okay? Oh. No talking. Thank you so much. Thank you, V. Let's go! Let's just push it a little bit. Push it. Help me. Push it. Push it. But what's wrong with the motorbike? Nothing. Don't worry about it. This is maybe a small little problem. Push a little bit harder. Can you push until a little you harder? Until when? Just right here, so we're off the road, okay? Justin, what's wrong with the motorbike? Why are you doing so? V, right now, ease up, okay? You need to calm down. So if someone needs to ease up, it means to relax. So V, relax. But we are standing here. You told me that it's not the end of the world, but we're standing here. I don't want to be left here. It isn't the end of the world. But actually, it's a big deal. Like... But it's not a big deal, V. So what should we do now to solve the problem? I have a good idea, okay? What's that? But first, you need to wipe that look off your face. For what? So if someone's going to wipe that look off their face, they need to remove their facial expression. Because your face right now is hideous. It's going to make people very scared, and they're not going to want to help us. So what you can do, okay, V, you can stand right here and smile, hello, and you can hitchhike. You're going to stick your thumb up, and you're going to wait for people to pick us up, okay? Yeah, never in a million years would I do that. Why not? We're going to be stranded forever, V. Forever, we're going to be here. No, we're not going to get home. We have to nothing. Fix our motorbike. But what's wrong with that? Do you know? V, again, ease up. We'll take care of it. No problem. So it's not the end of the world. So if something is not the end of the world, it's referring to a problem that's not really that big of a problem. So it's not a big deal, we would say. So for example, maybe you got a 6 mark on your test. And you're like, oh my gosh, you got a 6 mark. And I'd be like, hey, look, it's not the end of the world. It's not that big of a problem, the end of the world. But what's wrong? Tell me the problem. It probably just ran out of gas. That's it. Just ran out of gas. A very simple problem. Ran out of gas? You should have filled it up before we leave. Like, I thought you were a handy man. I am. I know it's your fault and... Okay. So now we're going to put gas in it. Because I am a handy man. I am well prepared. A handyman is someone, it's usually a man, it could be a woman. They're very good at fixing things.
But right now, I have the gas. I'm well prepared. Can you do me one really big favor? Okay, Dustin, I will stop complaining from now on. How did you know I was going to ask you that? Because I know you so well. You know me so well, okay. All right. So, V, we're going to get this handled right now, okay? But we'll push it over just a little bit more. All right, V, help me push it. V, a little bit harder. Yeah. Okay, okay, okay. Good, 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 good. Yes. Stop chasing. So, yes, we're finally back to nature. So, wow. You know, spending so much time in Hanoi, in Ho Chi Minh City for me, it's a place where, you know, we come here, play around a little bit, we're out of breath, because we had a little incident earlier, and V was, Yeah, maybe, I know. I got mad at you. I know, but I was just pulling her leg, so it wasn't really that big of a deal. You were actually not pulling my leg. Yeah, I know I wasn't pulling your leg like this, but to pull someone's leg is to like joke, have fun, tease, and kid with them. So the thing is, I was pulling your leg when we were arguing because, you know, I mentioned you had to ease up because ease up, similar to also like mellow out. Mellow out. Yeah, ease up and mellow out. That's just referring to relax, calm down. Because, you know, right now we're in a very beautiful place and you cannot complain. Yes, we are mellowing out. We're mellowing out because our hectic, stressful life in the city. Definitely. So now, come here. Let loose. Get a breather. We're playing around a little bit. So yes. Yeah. So V just mentioned actually let loose. Let loose is very similar to, in some aspects, mellow out and ease up. But let loose means to maybe relax or maybe enjoy yourself more than you usually would. So V, you like the nature? Yes, I'm in love with the nature. No, I think I would run a little bit. Hey, I'm a singer, you don't know that. I'm a good singer. Calm Hill? I don't know what's wrong with her. She thinks she's a good singer, but she's not really a good singer. So to pull one's leg, it's not actually pulling someone's leg. But it means you're just joking or you're teasing or you're kidding around with someone. So for example, today V likes to maybe complain sometimes and I like to exaggerate it, make it a bigger problem than it is. But I'm just pulling her leg. I'm just having fun with her because I don't really care. But I like when she's upset because it's more fun for me. So the thing is, you know, being in nature is a place where you can relax and enjoy yourself. So the thing is, sometimes you'd want to put your feet up. You're having a stressful day, to put your feet up. So it's like, here's V, I'm going to put my feet on her shoulders, but not like that, but it's to relax and enjoy yourself. Oh, today I've learned a lot of words about relax, like mellowing out, put your feet up, let loose. Let loose. Yeah, I think. Ease up. Ease up. Yeah. Four words. Yeah, quite a bit. They're very similar in some ways. Yeah. Because for you, sometimes all of these, they apply to you, okay? Dustin. I'm a nice girl. Dustin. V, working with her. Good. Yes. Okay. From the valley where the river meets the land. So that's it. That was our one day little road trip. So for you guys, if you're interested in doing something like this, it's easy, it's one day. Don't be scared, get off the couch, don't be a couch potato, don't be a lazy bum.
It's right here. Just one day, short little drive. Find some friends, take off, and go do it. Yes. Today we have such an action-packed day, like Justin has said earlier, and I feel so like excited and happy and content and satisfied. And yeah, I'm proud of you, Justin, for being such a great companion. Proud of me. I'm proud of you for you know, tolerating me today. We tolerate each other. Yes. It's a good little event. We had a really good time, huh? Yeah, absolutely. And we do hope that this episode can inspire you guys to go out there, travel on a budget, even though we don't have enough money. But yeah, it's worth it. So yeah. Nearby, it's easy. You guys, come follow us. Bye. Thank you so much for watching. We cannot thank enough for all of your support. Alright, tam be it. See ya. Vừa rồi chúng ta đã đến với video cuối cùng của buổi tối ngày hôm nay. Chuyến du lịch ngắn ngày, một ngày đến Ba Vì. Thực ra mình thì mình thích đi du lịch dài ngày hơn á, nhưng mà bây giờ đúng là nhiều người cũng không có nhiều cái điều kiện đó. Và nếu như bạn ở gần Hà Nội thì có thể chọn cái chuyến đi đến Ba Vì chẳng hạn. Hoặc là nếu như mà các bạn ở những cái tỉnh thành khác cũng được. Mình có thể đi đâu đó xa xa khoảng tầm 30 cây. 30 cây anh nghĩ 30, 40, 50 cây đổ lại là lý tưởng cho một cái chuyến đi về trong ngày và cũng khá là thú vị, đúng không ạ? Bây giờ thì cũng đã về khuya rồi. Chúng ta cũng chuẩn bị đến giờ đi ngủ với nhau. Ý là chúng ta đến giờ chào tạm biệt nhau để cùng nhau đi ngủ, chứ không phải là đi ngủ với nhau. Ai ngủ nhà nấy. Tự nhiên mình để cái nhạc này nó giống như là đang để là cái gì? Morning ambient. Nghe chim kêu vườn hú giống như là đang buổi sáng. Bây giờ mình để Oceans. Cái gì nè? À cái này là, wow, có mystery nè, cái này là, đây, là nhạc kinh dị nè, nghe nhạc sợ sợ đó mọi người. Ở Sài Gòn thì chỉ có Vũng Tàu, đúng, chính xác, Vũng Tàu, quê mình là một trong những cái địa điểm rất là thú vị luôn. Vũng Tàu rất là yên bình luôn á mọi người. Ngày xưa anh cứ hay đạp xe vòng quanh biển rồi đi lên chỗ núi lớn, núi nhỏ, lên Bạch Dinh, rồi lên trên mấy cái chùa vòng vòng nhỏ nhỏ đó nữa, chứ không chỉ là ven bờ biển đâu nha. Núi ở Vũng Tàu khá là nhiều và có những cái điểm núi rất là chill, có mấy cái chùa ở trên đó. Ôi nhạc này ghê quá. Sóng biển đi. A couch potato, a lazy bum, là một người lười biếng, hay quá, travel on a budget. Các bạn có thích đi du lịch không? Anh là một người cực kỳ mê đi du lịch luôn, nhưng mà anh thích đi dài ngày hơn, bởi vì và muốn đi mà không có bị vướng bận công việc gì hết á, thì lúc đó mình sẽ travel with the pure spirit, một cái tinh thần rất là tinh khôi luôn á. Và với cái tinh thần đó thì mình có thể khám phá được nhiều thứ hơn, cho nên là anh muốn ví dụ như là mình sẽ phải indulge myself in a new culture, ví dụ như là mình sẽ phải sống với cái văn hóa đó. Có một thời ở bên châu Âu đi hái ô liu với lại đi hái nho, hái ô liu bên Hy Lạp còn hái nho bên Pháp, và rất là vui bởi vì mình sống cái văn hóa đó, cho nên là mình sẽ hiểu được là tại sao tính cách của con người Pháp lại như vậy, hoặc tại sao tính cách của người Hy Lạp lại như vậy đó. Thì mình thích kiểu như vậy. Tất nhiên là mỗi người sẽ có một cái kiểu lựa chọn khác nhau. Có những người mà họ có thể đi du lịch theo những cái kiểu fancy hơn, tùy, nhưng mà đó cũng là một trong những cái thú vui của mình, một cái sở thích của mình. Cho em xin email. Em bị tight with money cho nên ít đi. Thực ra sẽ có một cái series anh sẽ nói nhiều hơn về cái việc là anh travel như thế nào và làm sao để có thể tiết kiệm nhiều nhất khi mà đi du lịch, để cho các bạn quan tâm. Rồi, ok, bây giờ mình sẽ đến giờ phải đi ngủ rồi. Chắc là chúng ta sẽ nói lời chào tạm biệt với nhau. Cho email hả? Chắc là ở đây có bạn nào đang trực thì có thể cho email đi. Email của anh là thanglemedia@gmail.com. Cảm ơn Trịnh Quang Trường và tất cả các bạn đã giữ sóng đến tận bây giờ. Giờ thì tụi mình sẽ bye bye mọi người. Run out money. Trời, bây giờ vẫn còn các bạn rất là chăm chỉ. Hát đã anh hả? Quân Nguyễn là bạn mới. Hát đã anh. Bây giờ mình sẽ hát một bài, nhưng mà mình cũng chưa nghĩ ra mình hát bài gì. Để cho mình thời gian suy nghĩ. Anh ơi, em vẫn xin link group phase và chat. Group phase thì em vào cái link em tìm là học IELTS không khó nha. Em vào cái khung search của Facebook, em tìm học IELTS không khó. Đó, sau khi em vào cái khung đó rồi thì em sẽ tìm được cái nhóm đó. Em request thì các bạn admin sẽ add cho em vào. Đó, có ở đây có Trịnh Quang Trường, cũng là một người làm quản trị của cái group đó nè, và đang cố gắng raise tinh thần của mọi người trong group đó. Em vào đó thì em sẽ được accept. Thì sau khi được accept em sẽ thấy là có như là có một cái document được ghim lên ở trên đầu hay sao, hoặc là cái link nhóm chat như thế nào đó. Thì em vào thử vào đó ha. Trịnh Quang Trường giới thiệu cho mọi người nè.
Trinh Grace, em cũng thích La Cà, em muốn học và làm việc bên Nhật nhưng tiền bối không đề cử Tokyo vì không hợp style. Thích La Cà với tìm hiểu học hỏi con người như em. Ồ, em là một trường hợp rất là thú vị, anh rất là tò mò để có thể gặp gỡ em ở ngoài đời để trao đổi thêm, bởi vì thực ra anh cũng là một bên cạnh việc là một producer truyền hình thì cũng là một người làm chuyên viên tư vấn hướng nghiệp nữa, để có thể hiểu được thêm về tâm lý của các bạn trẻ cũng như là hướng cho các bạn có những cái hành trình nghề nghiệp được đúng hơn. Cho nên nếu mà các bạn khán giả nào đang theo dõi chương trình mà có những cái nhu cầu được hướng nghiệp một cách đặc biệt á, hoặc là bạn cảm thấy có những cái thứ mà bạn khó, bạn không biết quyết định, đặc biệt là các bạn đã học cấp 2 và cấp 3, thì có thể arrange, anh sẽ cố gắng sắp xếp để có thể trao đổi riêng với các bạn, để thử biết đâu là mình sẽ có thể gỡ và khai thông được những cái thứ ở trong đầu của các bạn thì sao. Bởi vì cái hành trình nghề nghiệp luôn luôn là một cái hành trình thú vị nhất. Và như là mình vẫn hay nói với mọi người á, bây giờ mình vẫn đang live, vẫn đang nói chuyện trong vai trò của một người làm sản xuất truyền hình, nhưng mà buổi sáng sẽ một vai trò mới. Đó, thì cái hành trình nghề nghiệp của mình, để mình sống đến tận mỗi một ngày làm việc rất là nhiều nhưng mà vẫn cảm thấy rất là vui, bởi vì thực ra mình đang rất là enjoy the moment, giống theo kiểu Chipu lắm. Ok, anh sẽ hát cho, nghĩ rồi, sẽ hát cho các bạn nghe một bài bài này là bài Nothing's Gonna Change My Love For You, một bài rất là lâu rồi. Để xem nào. Để thay cho lời kết trong ngày Tết độc lập mà vẫn còn làm việc với nhau đến tận bây giờ, học được rất nhiều thứ. Em muốn Mỹ và Phần Lan. Wow, em muốn sang Trung Quốc bởi em tò mò về giáo dục của nước có kỳ thi cao khảo khó nhất nhì thế giới. Hay, anh có rất là nhiều bạn cũng đã lựa chọn Trung Quốc rồi lựa chọn Đài Loan hoặc là lựa chọn Hồng Kông làm điểm đến. Bởi vì không chỉ là nó là những cái điểm đến giàu văn hóa Á Đông gần với lại Việt Nam, mà thực ra nó có những cái tiêu chuẩn rất là đặc biệt và thú vị của cái việc xét tuyển cũng như là trong việc đánh giá cái chất lượng học tập của những cái bạn sinh viên học ở bên đó. Đó, em muốn Mỹ và Phần Lan. Mỹ thì anh học ở Mỹ rồi, Phần Lan thì anh chưa học, nhưng mà anh nghĩ Phần Lan cũng là một nước có nền giáo dục thú vị, bởi vì anh thấy có rất là nhiều bạn nói là có thể dễ dàng có được học bổng Phần Lan nếu như mà bạn có tiếng Anh đó, và đó cũng là một trong những quốc gia mà ít người lựa chọn, bởi vì thực ra nó cũng hơi đắt đỏ. Cho nên là nếu mà bạn chuẩn bị cho mình những cái kỹ năng để sinh tồn ở trong một cái môi trường mới, hoặc là có thể không ngại lăn xả làm những cái nghề ví dụ như là làm lao động chân tay để kiếm tiền under the table chẳng hạn, không phải đóng thuế, thì các bạn sẽ có được những cái trải nghiệm rất là thú vị khi học ở những nước mà đắt đỏ và giàu có như là Bắc Âu hoặc là Mỹ chẳng hạn. Tại vì ngoài học làm việc em muốn cả ăn uống nói chuyện với người ta, người Tokyo thì lạnh lùng. Không sao, thực ra đó cũng là một trong những cái thử thách cho bạn cần phải vượt qua mà, đúng không Trinh? Người ta nói Phần Lan tốt nhất thế giới, em cũng tò mò. Anh nghĩ giáo dục của Nordic là một trong những cái giáo dục mà rất là tôn trọng kết quả đầu ra. Tức là cái kết quả đầu ra nó phải là cái thứ gì đó mà các bạn phải tự hào. Ví dụ là các bạn sẽ hiểu rõ về cái ngành đó của các bạn đang học, nó tạo ra những giá trị gì cho xã hội, và tôi đang xây những cái giá trị đó thông qua cái việc là mình học như thế nào. Và ngoại ngữ, đúng rồi, nói suy cho cùng cũng chỉ là một phần trong toàn bộ những cái thứ đó thôi. Ok, và bây giờ thì xem là sẽ hát cho các bạn nghe cái bài này. Nãy giờ nói cả buổi tối rồi, cho nên là nếu mà hát không hay thì các bạn cũng bỏ qua nhé. If I had to live my life without you near me, the day would all be empty. The night would seem so long. With you I see forever so clearly. I might have been in love before, but never felt this strong. Our dreams are young and we both know they take me where we want to go. Hold me now, touch me now, I don't want to live without you. Mít hình hơi rè. Mọi người ơi, Alpha Shop trước đây có tên là gì đó à? Tên là 8 IELTS. Em đang phải trả lời những cái câu hỏi đó hả? Dễ thương lắm nha, bởi vì Trần Duy Toàn cũng đang bắt đầu tìm hiểu về cái kênh này. Chắc là bạn tình cờ đi ngang qua đây thôi đúng không? Nhưng mà
Hy vọng rằng bạn cũng đã biết là 8IELTS là những cái viên gạch đầu tiên của Alpha Shop là bây giờ. Và có những người bạn đến từ cái ngày xưa đó, bây giờ họ vẫn tiếp tục đồng hành cùng với mình ở trong những cái vai trò không chỉ từ người fan mà bây giờ trở thành những người cộng sự của mình, như là Sơn Sirius, như là Thanh Vân như vậy. Bây giờ chắc là không biết là có bạn nào cũng đang chuẩn bị phải trực sóng để accept các bạn thành viên mới của chúng ta vào đúng không nào? Nha, cảm ơn bạn Trần Duy Toàn cũng đã lựa chọn kênh của mình. Hát tiếp đi hả? Ok. Để chờ coi có mic nó có bị rè không nha. Hello Nguyễn Văn Đức. Và muộn một chút xíu hả? Không sao. Bây giờ sắp đến giờ đi ngủ rồi, nói chuyện với nhau một chút thôi đi. Còn 11 giờ rồi. Đó, bây giờ 47 bạn còn lại, bây giờ là 47 thiên thần á. Request đi, tôi accept một thể. Request đi mọi người. Nha, nhớ nha. Đây là cái nơi mà để các bạn có thể chia sẻ cùng với nhau. If the road ahead is not so easy, our love will lead the way for us. Like a guiding star, I'll be there for you. If you should need me, you don't have to change a thing. I love you just the way you are. Just come with me and share the view. I have you see forever too. Hold me now, touch me now. I don't want to live without you. Nothing's gonna change my love for you. You ought to know by now how much I love you. One thing you can be sure of, I never ask for more than your love. Nothing's gonna change my love for you. You ought to know by now how much I love you. The whole world may change my life, but nothing's gonna change my love for you. Rồi, cảm ơn tất cả mọi người rất là nhiều. Em muốn tới Mỹ để thử sức với môi trường học tập cạnh tranh và được biết đến những vùng đất mới với sự đa dạng văn hóa tuyệt vời, đồng thời mang những điều tốt đẹp nhất của nơi mình sinh ra. Đúng là như vậy, thế giới này là một nơi rất là đa dạng. Và anh luôn luôn nói với lại bản thân mình cũng như nói với những người mà mình yêu thương, như là các bạn bây giờ đang lắng nghe chẳng hạn, đó là tomorrow believe the more of the world you see, the richer you become. Các bạn có thể trở nên giàu có hơn nếu mà các bạn nhìn thấy được nhiều hơn, đa dạng hơn về thế giới. Và chúng ta có thể đạt được nó thông qua kiến thức, thông qua những kỹ năng, rồi thông qua ngoại ngữ, cũng như là những cái giao tiếp và cả những cái kết nối nữa. Ai mà biết được là có thể sẽ có những cái kết nối sẽ giúp cho bạn có thể đi được xa hơn trên cái hành trình của cuộc đời mình, đúng không nào? Rồi, còn bây giờ thì đã đến lúc chúng ta nói lời chào tạm biệt với nhau rồi. Chúng ta sẽ nghe một bài hát cuối cùng và sau đó thì chúng ta sẽ đi ngủ nha. Một bài hát của One Voice Children. Đây là một bài mà mình cũng rất là thích, với cái tựa đề là I Lived, tôi đã sống. Và One Voice International cùng với One Voice Children sẽ hát cùng với nhau bài này. Đây cũng là một bài choir rất là chill để thay cho lời chào tạm biệt, cũng như là lời chúc cho ngày Tết độc lập đối với tất cả các bạn fan chăm học của Alpha Shop. Rất là cảm ơn các bạn đã giữ sống đến tận giờ này, và hy vọng là các bạn cũng đã học được nhiều thứ hay ho và hữu ích vào buổi tối ngày hôm nay trong cả 3 khung giờ của Alpha Shop. Đây là khung giờ Now It's Time to Study IELTS. Ngày mai thì là ngày mùng 3 tháng 9 và cũng là ngày thứ 7, cho nên là tụi mình sẽ không lên sóng, và các bạn cũng như vậy, hãy dành thời gian để vui chơi cùng với bạn bè nè, cùng với gia đình nè, cùng với crush nè, hoặc là có thể tham gia vào nhóm group Alpha Shop. Chắc là vẫn đang rộn ràng lắm, nhiều khi có bạn dậy rất sớm, có những bạn đi ngủ sớm, có những bạn dậy muộn. Thế giới là rất đa dạng, cho nên là chúng ta thấy có cùng nhịp điệu với lại 43 bạn đang vẫn còn thức đến bây giờ và vẫn còn đang kiên trì lắng nghe, rất là dễ thương. Và chúng ta thấy cuộc sống tươi đẹp bởi vì sẽ có những người đồng điệu của chúng ta như vậy, đúng không nào? Hãy tìm sự đồng điệu ở trong việc học hành, trong ngoại ngữ, trong kiến thức, trong việc khám phá thế giới, tìm hiểu về bản thân mình, tìm hiểu sự mận keo ly ở trong mỗi con người ra sao, và để tự hào rằng chúng ta đã sống. I lived. Và đây cũng là bài hát cuối mà chương trình sẽ gửi tặng cho các bạn. Shout out đến các bạn và chúc các bạn ngủ ngon.
catch on. And don't fear the fall. Hope when the water rises, you built a wall. You say chúc các thiên thần ngủ ngon nha.